Chương 3622, khinh người quá đáng. Tài tinh, thiên sát cô tinh, mặc kệ là thật hay giả, nhưng mà, liên quan tới trước kia đủ loại tin đồn, nhiều học sinh vẫn như cũ tin tưởng những này truyền ngôn là thật, cho nên, nhiều học sinh trong lòng vẫn là có chỗ kiên kỵ. Nhìn, đi ra, bọn họ đi ra. Ở thời điểm này, không biết là cái nào học sinh hét to một tiếng, tất cả mọi người hướng về phía trước nhìn tới. Ở thời điểm này, chỉ thấy Lý Thất Dạ từ trong miếu đi ra, bên cạnh đi theo Dương Linh cùng Phạm Bạch. Tuy là nói Phạm Bạch tại Lý Thất Dạ cổ vũ bên dưới trán lên bụng, nàng ngẩng lên trán. Tưởng ừ ngực, nhưng mà, một đôi mắt vẫn như cũ không dám nhìn tới người khác, thần thái vẫn là khiếp sợ. Đặc biệt là tại ánh mắt mọi người rơi vào trên người nàng thời điểm, thần thái càng là bối rối, không khỏi hướng Lý Thất Dạ sau lưng trốn, cái kia mềm yếu thần thái vẫn là không có thay đổi. Chính là nàng ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Phạm Bạch trên người, có người kêu một tiếng. Chính là nàng ư? Có học sinh tại Vạn Thú Sơn liền từng nhìn qua Phạm Bạch, bọn hắn cũng đều ngoài ý muốn, nhìn nhìn Phạm Bạch, hắn không khỏi lắc đầu, nói, cái này giống như là cái gì thiên sát cô tinh. Tại Tinh Ư. Nhìn thấy Phạm Bạch hình dáng, rất ít người sẽ tin tưởng nàng chính là trong truyền thuyết tai tinh, thiên sát cô tinh, tại rất nhiều người nhìn tới, Phạm Bạch lúc này hình dáng cùng phổ thông tiểu cô nương không hề khác gì nhau. Vì cái gì tai nạn sẽ cuốn lấy như vậy một cái tiểu cô nương đây? Cũng có nữ học sinh nhìn thấy phạm bạch cái kia mềm yếu hình dáng, cũng không khỏi có chút đồng cảm. Có lẽ đây là nhận lấy thương thiên nguyền rủa đi. Có học sinh suy đoán nói, thiên sát cô tin, như vậy mệnh cách người, khẳng định là nhận lấy thương thiên nguyền rủa lúc này mới sẽ trở thành cái gọi là tai tinh. Thương thiên nguyền rủa nghiêm trọng đến thế sao? nghe được lời như vậy, không ít người cũng không khỏi biến sắc. Rất nhiều tu sĩ có được một thân động thiên nhập địa bản lĩnh, có thể nói là trăm vô kỵ đan, nhưng mà bất luận là cường đại cỡ nào tu sĩ, cỡ nào không sợ cường giả, vừa nhắc tới thương thiên, bao nhiêu người hội đàm chi biến sắc đâu? Người cường đại cỡ nào đều sẽ kiên kỵ thiên kiếp, đều sẽ kiên kỵ thương thiên loại tồn tại này. Tục ngữ nói, trời xanh có mắt, huống chi giống thương thiên nguyền rủa vật như vậy, càng là ác độc lại thế nào không để cho nhiều người vì đó biến sắc đây? Chính là nàng, nàng chính là thiên sát cô tinh, chính là tai tinh. Tại lý thất giả dạ mang theo phạm bạch, Dương Linh đứng ra sau đó, nghiêm tĩnh hiên cùng trương trường vũ sau lưng học sinh lập tức có người quát lớn nói lý thất giả dạ đứng ở nơi đó, lười biến nhìn ở đây tất cả học sinh một cái, thản nhiên nở nụ cười, nói, có chuyện gì không? Họ lý, giao ra tai tinh, cho vân nê học viện một cái công đạo. Lúc này, Trương Trường Vũ quát chói tai một tiếng. Nghĩ đến lần trước, ở trước mặt tất cả mọi người, bị Lý Thất Dạ đạp ở trên mặt, hắn liền không khỏi hận thấu xương, hận không thể lục Lý Thất Dạ ra. Uống Lý Thất Dạ máu, bây giờ bị hắn đuổi kịp cơ hội như vậy, hắn đương nhiên là muốn mượn để phát huy, cho nên tụ tập mười mấy cái mạnh mẽ bạn học, chính là muốn hảo hảo thu thập Lý Thất Dạ. Trương Trường Vũ, ngươi có phải hay không chán sống? Dương Linh không khỏi hét lớn một tiếng, nói, không cần thiếu gia ra tay, ta liền có thể thu thập ngươi, ngươi tin hay không. Trương Trường Vũ vẻ mặt hết sức khó coi, mỗi lần hắn muốn cùng Lý Thất Giả đối nghịch, Dương Linh đều đứng tại Lý Thất Giả bên này, cái này khiến hắn mười phần khó chịu nổi. Quận Chúa, cái này không chỉ có riêng là ta một người ý tứ. Đây là học viện tất cả mọi người ý tứ, chẳng lẽ quận Chúa muốn bốc lên thiên hạ vô cùng lầm lỗi ư? Trương Trường Vũ thật vất và cứng trắng một lần, không khỏi tranh cãi nói. Dương Linh hừ lạnh một tiếng, nói: "Quản ngươi cái gì tất cả mọi người ý tứ, bản quần chúa thu thập ngươi liền thừa sức hãm hại một cái tiểu cô nương, có gì tài ba?" "Tính là gì nam nhân?" Vân Nê học viện mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Nói, thần thái khinh thường. Trương Trường Vũ vẻ mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời nói không ra lời, cũng kiên cường không nổi, dùng thực lực mà nói, Dương Linh mạnh mẽ hơn hắn. Sư muội, lời nói không phải nói như vậy. Đứng ở bên cạnh nghiêm tĩnh hiên từ từ nói, đây là quan hệ đến chúng ta vân nê học viện an nguy, quan hệ mỗi một cái bạn học sinh mệnh an toàn, đương nhiên cần cẩn thận, không thể nói là cái gì hãm hại. Phi, nhìn các ngươi cái này như gấu. Dương Linh khinh thường nói, từng cái đều nói mình là trồng phượng trong loài người, bản thân là thiên tuyển chi tử, ghê gớm thiên tài. Chỉ là một cái truyền thuyết, Giả dối không có thật thiên sát cô tin Tài tin như vậy tin đồn Liền đem các ngươi dọa thành hình dáng ra sao Chỉ bằng các ngươi như vậy như gấu Cũng muốn ở bên ngoài sáng tạo một phen thiên địa Sáng tạo một phen sự nghiệp Vẫn là cút về các ngươi mẹ già trong ngực đi đi Dương Linh lời này Không chỉ là đem nghiêm tỉnh hiên cùng trương trường vũ cho mắng Đem ở đây rất nhiều học sinh đều cho mắng Thoáng cái để ở đây không ít vân nê học viện học sinh liền vẽ mặt đỏ lên Đúng à Ta cảm thấy là dương sư tỷ lời này là có đạo lý. Có cấp cao học sinh gật đầu. Cũng có một chút nữ học sinh nhau nhau gật đầu, cũng đều cho rằng dương linh lời này giảng được có đạo lý. Nói hay lắm, nói hay lắm. Lý thất giả cười vỗ tay, vừa cười vừa nói, ta liền ưa thích nha đầu này yêu hận rõ ràng. Nhìn các ngươi bộ này sợ dạng, còn dám nói mình là vân nê học viện học sinh, mất hết vân nê học viện mặt mũi nếu như vân nê học viện chỉ toàn ra các ngươi như vậy kém cỏi, đó chính là một cái sợ ổ. nói chuyện gì tây hoàng đệ nhất học viện đây? họ lý, lời này của ngươi quá mức. lúc này cũng có học sinh không khỏi nhìn hầm hầm lý thất dạ, quá khẽ nói, ngươi vừa mới tới vân nê học viện, liền cho vân nê học viện mang đến phiền toái nhiều như vậy, còn chưa đủ à? người học sinh này chính là mất tòa kỵ hoàng kỵ binh, hắn thần Ngưu bị lý thất dạ nướng ăn, tuy là lý tướng quyền bồi cho hắn nhưng mà, trong lòng của hắn vẫn như củ sáng trong ngực. Dù sao, đối với bất luận người nào tới nói, bản thân tọa kỵ bị người nướng ăn, trong nội tâm khẳng định không thoải mái. Ta cũng cảm thấy là, vừa tới vân nê học viện, liền quấy đến mưa gió, đây không phải điểm tốt gì. Có học sinh nói thầm một tiếng. Không ít học sinh cũng đều nhau nhau nhìn nhau một cái, lý thất dạ mới đến không bao lâu, dường như đã trêu chọc ra rất nhiều chuyện. Nói không chừng, sẽ đưa tới trời phạt có một vị đi qua vạn thú sơn học sinh thấp đích nói lý thất già dạ tại vạn thú sơn thời điểm đó là hố chết mấy chục vạn người nơi đó thi cốt như núi máu chảy thành sông cái này chỉ sợ sẽ trời phạt xuống cái này có khả năng liên quan tới lý thất già dạ tại vạn thú sơn hố chết đại đô úy chuyện của bọn hắn có không ít học sinh cũng đều nghe nói qua hiện tại hắn lại cùng tai tinh cùng một chỗ vậy thì càng không phải là dấu hiệu tốt lành gì, ngộ nhỡ thật sự là thương thiên nguyền rủa xuống, nói không chừng cùng bọn hắn tiếp xúc qua người đều sẽ xui xẻo, đều sẽ gặp nạn. Trong lúc nhất thời, không ít học sinh đều nhao nhao thảo luận. Nhìn thấy như vậy học sinh đều ủng hộ như vậy cái nhìn, trương trường vũ bọn họ không khỏi trở nên vui mừng. Họ lý, có nghe hay không? Trương trường vũ trầm giọng nói, vì vân nê học viện suy nghĩ, nơi này không thể chứa ngươi vậy sao? Lý thất giả lười biến nhìn trương trường vũ một cái, nói, chỉ bằng ngươi sao? Chẳng lẽ quên mất dạy dỗ ư? Quên mất lời ta từng nói ư? Lại còn như vậy không thức thời, nhìn tới, ngươi là chán sống, ngày hôm nay ngươi có thể còn sống rời đi nơi này, vậy cũng là một kỳ tích. Lý thất giả lời này, liền chính là bóc trương trường vũ vết sẹo, tục ngữ nói, đánh người không đánh mặt, lý thất giả cái kia ấm đều không nhắc, liền nâng cái này ấm, cái này lập tức để trương trường vũ hai mắt phun ra lửa giận ở trước mặt tất cả mọi người bị lý thất dạ nhất lên cái kia này vô cùng nhục nhã sự tình cái này có thể để trương trường vũ có thể chịu được ư họ lý hôm nay ngươi không cho một câu trả lời thỏa đáng ngươi cùng cái này tai tinh chớ có kết thúc yên lành trương trường vũ quát lên chúng ta vân nê học viện hoàn toàn không phải cho phép ngươi dương oai địa phương vậy sao Vân Nê học viện Dương Oai thì thế nào? Lý thất Dạ lười biến cười một tiếng, theo, nói, chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi, có thể ngăn cản được ta sao? Vì bạn học này, khẩu khí cũng quá lớn một điểm. Liền lúc này, một người trầm ổn âm thanh vang lên, nói, lời này cũng quá không coi ai ra gì đi, cũng quá xem thường chúng ta Vân Nê học viện đi. Ngay lúc này, một người từ trên trời giáng xuống, đứng ở cách đó không xa. Cái này vừa xuất hiện, liền khiến người ta cảm thấy một cổ bức người khí khái hào hùng, cả người cho người ta một loại khí thế như hồng cảm giác. Đây là một cái vân nê học viện học sinh, hắn ăn mặc một thân áo giáp màu bạc, anh tư hơn người, giống như mới từ dưới chiến trường tới thiếu niên tướng quân, có một cổ trường hồng quán nhật khí thế. Tuy là lúc này thiếu niên này không có tay cầm ngân thương, cũng không có cưỡi ngựa trắng, nhưng vừa nhìn thấy hắn, cũng làm người ta có thể tưởng tượng ra được hắn cưỡi ngựa trắng, sách theo ngân thương anh tư, dường như nhìn thấy hắn xông vào trại địch bên trong, mười lay động mười quyết, khí thế ngút trời. Phi mã ngân thương nhìn thấy người thanh niên này từ trên trời giáng xuống, không ít học sinh kêu một tiếng, đặc biệt là một ít nữ học sinh, càng là nhìn không được hét lên một tiếng, bị hắn anh tư chỗ điên đảo. Là trương sư huynh tới. Nhìn thấy người thanh niên này, liền xem như không thiếu nam học sinh cũng đều thần thái nghiêm nghị. Phi mã ngân thương, trương vân chi, vân nê ngũ kiệt một trong thậm chí có người đem hắn cùng lý tướng quyền gọi là kim sử vương triều song kiệt bởi vì phi mã ngân thương trương vân chi cha của hắn chính là kim sử vương triều thái tể địa vị cùng lãnh mâu điện kiếm lý tướng quyền cha tương xứng một cái là bách quan đứng đầu một cái là bách tướng đứng đầu có thể nói phi mã ngân thương trương vân chi cùng lãnh mâu điện kiếm lý tướng quyền phụ thân của bọn hắn là cầm giữ kim sử vương triều đại quyền bất quá nhắc tới cũng dịu cái này không chỉ là nói, hai người bọn họ cha chính là kim sử vương triều cự đầu. Bọn họ cũng là vân nê học viện kiệt xuất nhất học sinh, hai bên không phân cao thấp. Hay nhất chính là, xuất thân từ tướng soái thế gia lãnh mâu điện kiếm lý tướng quyền, có được văn nhã, giống như đọc nhiều văn thơ học sinh. Mà phi mã ngân thương trương vân chi thì là trái lại, phi mã ngân thương trương vân chi, bất luận là ai nhìn, đều cho là hắn là thiếu niên tướng quân, đều cho là hắn là xuất thân từ tướng soái thế gia trên thực tế hai người bọn họ lại một mực trái lại hoàn toàn là đổi nhân vật đồng dạng hơn nữa trương gia không chỉ có riêng sẽ làm quan đơn giản như vậy tại kim sử vương triều còn không có chấp chưởng phật đà thánh địa đại quyền thời điểm gia tộc bọn họ cũng không biết giúp đỡ qua bao nhiêu vương triều có thể nói trương gia không chỉ có là tu sĩ thế gia càng là trị quốc nghiên cứu học vấn thế gia Chương 3623, không biết sống chết. Phi mã ngân thương Trương Vân Chi tới, cái này lập tức để Trương Trường Vũ không khỏi trở nên mừng rỡ, hét to một tiếng nói, "Sư huynh, đối với Trương Trường Vũ tới nói, có Trương Vân Chi cho hắn chỗ dựa, vậy liền để hắn lực lượng càng đầy, dù sao, riêng là một cái nghiêm tĩnh hiên, trong lòng của hắn còn chưa đủ lực lượng, hiện tại Trương Vân Chi tới, vậy thì không giống với lúc trước." Dùng Trương Vân Chi tại Vân Nê Học viện địa vị, dùng trương gia tại Phật Đà Thánh Địa thực lực, có thể đủ ngạo thì bác phương, bất kỳ người nào muốn cùng hắn qua không qua được. Cái kia đều muốn cân nhắc một chút bản thân. Chúng ta vân nê học viện, chính là tạng long ngọa hổ chi địa. Trương Vân Chi đến sau đó, từ từ đối lý thất giả nói, lý đạo hữu lời này cũng quá xem thường chúng ta vân nê học viện, có phần không đem chúng ta vân nê học viện để ở trong mắt đi. Tạng long ngọa hổ chi địa lý thất giả nở nụ cười nhìn trương vân chi bọn họ thản nhiên vừa cười vừa nói cái gì chân lông bạch hổ ta thật không có thấy được chỉ nhìn thấy một đám bao cỏ một đám sợ hàng mà thôi các ngươi không biết thật cho là mình là rồng phượng trong loài người a à? thật cho là mình là thiên tuyển chi tử lý thất giả vỗ tay mà cười vừa cười vừa nói các ngươi như vậy trình độ cũng dám nói rồng phượng trong loài người các ngươi tàn long ngoạ hổ có dạng gì hiểu lầm đâu Lý thất giả như vậy cười đến phóng đảng tiếng, lời nói lớn lối như thế, liền để ở đây tất cả vân nê học viện học sinh đều vẻ mặt khó coi cực kỳ. Đối với vân nê học viện học sinh mà nói, bọn họ có thể bái nhập vân nê học viện, vốn là rất ưu tú, bọn họ cũng lấy này làm ngạo, dù sao, bọn họ đều là thuộc về trồng phượng trong loài người. Nhưng mà, bây giờ bị lý thất giả nói như vậy, bẩn cợt không đáng một đồng, hơn nữa là ngay trước tất cả mọi người mặc đánh giá như thế. Chuyện này quả là chính là hung hăng tái tai bọn họ, đây quả thực là hữu ý cùng vân nê học viện không qua được, hữu ý nhục nhã bọn họ, này làm sao không để cho ở đây vân nê học viện học sinh trở nên tức giận đây. Trong lúc nhất thời, không ít học sinh đều căm tức nhìn lý thất dạ, giết người ánh mắt, cái kia hoàn toàn không cần nhiều lời. Trương Vân Chi cũng không khỏi nhíu mày một cái, trầm giọng nói, đạo hữu, lời này quá mức. Vậy sao? Lý thất dạ hời hợt, lạnh nhạt nói, đường đường vân nê học viện, một đám mệnh danh thiên tuyển chi tử người, một đám tự nhận là trồng phượng trong loài người người. vậy mà vì cái gì cho má tin đồn, cái gì thiên sát cô tin, vậy mà đuổi sát một cái tiểu cô nương không thả cái này thật đúng là cho vân nê học viện trưởng mặt. đây là đại danh đỉnh đỉnh vân nê học viện ư? ta nhìn, vậy chỉ bất quá là sợ ổ đi. lý thất dạ lời như vậy, để ở đây không ít học sinh vừa là tức giận lại là nói không ra lời, ức đến đầy bụng tức giận. Tuy là không ít học sinh đều không biểu lộ thái độ, hoặc là không nói lời nào, nhưng mà, không ít học sinh trong lòng đương nhiên vui lòng đem phạm bạch cái này tai tinh đuổi ra ngoài, đem nàng đuổi xa vân nê học viện. Dù sao? Như vậy một cái tai tinh lưu tại vân nê học viện, liền xem như vân nê học viện yên tâm vô sự, nhưng mà, bọn họ những học sinh này vẫn như cũ sẽ nơm nớp lo sợ, ngộ nhỡ bọn họ bị tai nạn cuốn lấy, bị chẳng lành bao phủ như vậy bọn họ nên làm cái gì mới tốt nàng cũng không phải cái gì tiểu cô nương nàng chính là tai tinh trương trường vũ lạnh lùng nói là một cái bị thượng thiên nguyền rủa qua người ngay cả trời cao đều không cho phép nàng dựa vào cái gì muốn cho vân nê học viện chứa đựng nàng trương trường vũ lời như vậy đau nhói phạm bạch để phạm bạch không khỏi cúi đầu lời như vậy nàng không chỉ là lần đầu tiên nghe được qua mỗi khi nghe được lời như vậy thời điểm trong nội tâm nàng đều tự ti e rằng ung dung. Vậy sao? Lý thất già cười lạnh, lạnh nhạt nói, ngươi cũng không phải ông trời, ngươi lại thế nào biết nàng là bị nguyền rủa qua? Tất cả sự thật có thể nói rõ tất cả, nàng chính là bị nguyền rủa qua người. Ở bên cạnh nghiêm tĩnh hiên từ từ nói, bất kỳ hảo tâm thu nhận giúp đỡ nàng người, đều sẽ chết quan chết uổng, đều sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, thậm chí là bị diệt môn, đây là bằng chứng đồng dạng sự thật không sai. Cái này tai tinh đã không chỉ một lần cho thu nhận giúp đỡ nàng môn phái mang đến tai nạn, ta biết, đã có hai cái tông môn đều bởi vì nàng mà gặp tai họa ngập đầu. Hoàng kỳ binh cũng quát to, như vậy tai tinh, đương nhiên không thể ở lại chỗ này. Nghiêm tĩnh hiên bọn họ lời như vậy, để phạm bạch thân thể không khỏi rung lên một cái, càng là hướng lý thất dạ sau lưng tránh đi, ánh mắt của nàng đều ướt, nhưng mà, nàng liều mạng đi khống chế bản thân không nên để cho nước mắt chảy xuống tới. Nghiêm Tĩnh Hiên bọn hắn mà nói, liền để ở đây học sinh cũng không khỏi nhìn nhau một cái, trong nội tâm càng là dao động lên. Mới vừa rồi bị Lý Thất Giả nói chuyện, để một ít học sinh trong nội tâm ít nhiều có chút ấy nấy, dù sao Phạm Bạch vẫn chỉ là một cái tiểu cô nương. Nhưng mà, suy nghĩ một chút, cái này tai tinh mang đến bao nhiêu tai họa ngập đầu. Bất kỳ thu nhận giúp đỡ nàng người hoặc là môn phái, đều không có kết quả gì tốt đều là bị mang đến tai họa ngập đầu, liền một cái môn phái đều bị diệt mất. Hiện tại cái này tai tinh lưu tại Vân Nê trong học viện, vậy thì thoáng cái để tất cả học sinh trong lòng lo lắng bất an, Vân Nê học viện đủ cường đại, hoặc là sẽ không nhận cái này tai tinh ảnh hưởng. Nhưng mà, bọn họ những học sinh này đâu? Ngộ nhỡ bọn họ bị cái này tai tinh mang tới tai nạn, chẳng lành cuốn lấy, bọn họ nên làm cái gì mới tốt? Không sai, hoàn toàn không thể để cho tai tinh lưu tại Vân Nê học viện, đây là vì tất cả mọi người suy nghĩ, nhất định phải đem cái này tai tinh đuổi đi ra. Có một vị học sinh không khỏi la hét nói: "Ta cũng ủng hộ đem tai tinh đuổi đi ra, nếu là nàng lưu tại Vân Nê học viện, nhất định sẽ cho Vân Nê học viện mang đến chẳng lành, nhất định sẽ cho chúng ta mang đến vận rủi, lưu nàng không được." Mặt khác học sinh đều nhao nhao la hét: "Đuổi nàng ra ngoài!" cái kia đã là đại từ đại bi, nếu không, chúng ta liền thu thập nàng. Còn có học sinh tức giận nói. Trong lúc nhất thời, không ít học sinh đều ủng hộ đem Phạm Bạch đưa ra học sinh, cũng có một chút học sinh không lên tiếng, cũng không biểu lộ thái độ. Tại dạng này kêu gào tiếng bên dưới, Phạm Bạch chăm chú dưới đất thấp lấy đầu, thật vất vả ngẩng đầu lên nàng, giờ khắc này lại không khỏi cúi thấp đầu, chuyện như vậy, nàng không chỉ là lần đầu tiên gặp được, mỗi lần bị người đuổi đi ra thời điểm, nàng đều không biết làm sao đang kêu gào âm thanh bên trong phàm bạch trốn ở lý thất dạ sau lưng cũng không dám đối mặt mọi người dương linh không khỏi vô cùng phẫn nộ cầm tức nhìn ở đây học sinh nhưng mà đang kêu khí tiếng gầm phía dưới dương linh tức giận nữa cũng vô dụng như vậy tai tinh không phải để nàng lưu tại trên đời hẳn là để một mồi lửa đem nàng thiêu chết để miễn cho nàng tổn hại nhân gian đang kêu gào tiếng ở trong Trương Trường Vũ không khỏi hét lớn một tiếng, khuôn mặt đều vặn vẹo, vô cùng hung ác hình dáng. Phi Dương Linh khinh thường đối Trương Trường Vũ nói, tính là gì nam nhân, lớn yếu sợ mạnh, bao có một cái. Bị Dương Linh như vậy chửi bới, Trương Trường Vũ vẽ mặt đỏ lên đến màu gan heo. Nhưng, nhiều bạn học như vậy sống kêu gào, ủng hộ hắn, trong lòng của hắn lực lượng càng tăng lên, hắn lớn tiếng nói, ta chính là vì tất cả mọi người suy nghĩ, là vì Phật đà thánh địa an bình, như vậy tai tinh, nếu để cho nó lưu tại trong nhân thế, nhất định sẽ cho chúng ta Phật đà thánh địa mang đến tai họa ngập đầu. Muốn trừ tai họa về sau, chính là đem nàng thiêu chết, để miễn cho tổn hại nhân gian. Lời như vậy, để Phạm Bạch không khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm không khỏi có ý sợ hãi, hướng lý thất giả dạ sát lại gần hơn. Chỉ bằng các ngươi ư. Lý thất giả dạ nở nụ cười, nhìn bọn họ lạnh nhạt nói, các ngươi cùng lên đi, nhìn một chút bản lãnh của các ngươi, có hay không giống miệng lợi hại như vậy. Đây chính là ngươi nói. Trương trường vũ hai mắt mãnh liệt, gắt gao nhìn chầm chầm lý thất dạ, lạnh lẽo âm u nói. Không sai, ta nói. Lý thất dạ giang tay ra, thản nhiên nói, toàn bộ các ngươi cùng lên đi, có bản lãnh gì, mặc dù xuất ra khẩu khí thật lớn, vừa nghe đến lý thất giả dạ lại muốn khiêu chiến bọn họ tất cả mọi người, liền làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi tức giận, lý thất giả dạ chút thực lực này, còn dám khiêu chiến bọn họ tất cả mọi người, có phần quá không đem bọn họ coi như một chuyện đi. Trường vũ sư đệ, các ngươi liền hảo hảo giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết trời cao đất rộng. Có cấp cao học sinh cũng không khỏi quát to một tiếng. Sư huynh, ở thời điểm này, trương trường vũ nhìn về phía trương vân chi. Trương Vân chi mỉm cười, từ từ nói, đỏ sức đỏ sức cũng được, để miễn cho người ngoài nói chúng ta Vân Nê học viện không dám ứng chiến. Tốt, có Trương Vân chi chỗ dựa, Trương Trường Vũ càng là lực lượng mười phần, hai mắt mãnh liệt, quát to, họ Lý, hôm nay bản công tử liền muốn chém ngươi đầu chó. Chỉ bằng một mình ngươi ư? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói, nhìn tới, ngươi là tốt vết sẹo, quên đâu? lý thất dạ lời này lại là bóc trương trường vũ chỗ đau cái này lập tức để trương trường vũ vẻ mặt đỏ lên thêm ta một suất thế nào nghiêm tĩnh hiên từ từ nói nếu ngươi muốn khiêu chiến chúng ta vân nê học viện tất cả mọi người cái kia xem như vân nê học viện học sinh ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn cũng coi như ta một phần hoàng kỳ binh cũng đứng dậy hắn thần ngưu bị lý thất dạ làm thành thịt nướng hắn vẫn như cũ ghi hận trong lòng cho nên ở thời điểm này hắn cũng tính toán ra tay dọn dẹp một chút lý thất dạ. Cố gắng giáo huấn một chút hắn. Một cái chớp mắt ở giữa, Trương Trường Vũ, Nghiêm Tĩnh Hiên, Hoàng Kỳ Binh ba người bọn họ đứng tại phía trước nhất, bọn họ đều nhìn nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng quan mang, không thể nghi ngờ, bọn họ đều có chém giết lý thất dạ tâm tư. Còn có người muốn tham gia ư? Lý thất dạ cười mỉm nói, không chết không thôi cái loại này. Hừ, lý thất giả cái này xem thường thái độ để rất nhiều học sinh trong nội tâm khó chịu hừ lạnh một tiếng cũng không ít học sinh nhìn phía trương vân chi không hề nghi ngờ ở đây nhiều học sinh dùng trương vân chi như thiên lôi sai đầu đánh đó trương vân chi nhìn lý thất giả cuối cùng từ từ nói có ba vị bạn học là đủ đạo hữu vẫn là cẩn thận một chút a à, toàn lực ứng phó nếu là mất mạng chớ trách hắn bọn họ không thể hạ thủ lưu tình chém ngươi ba người chúng ta thừa sức hoàng kỵ binh cũng không tin tà quát lạnh nói tuy là hắn nghe qua lý thất giả đủ loại tin đồn nhưng mà hắn cũng không tin một cái vương giả bá thể tiều phu có thế mạnh đến mức nào ba người bọn họ thực lực đều xa so với lý thất giả mạnh mẽ huống chi ba người bọn họ liên thủ hoàng kỵ binh căn bản cũng không tin tưởng bằng ba người bọn họ vẫn chưa thể chém giết lý thất giả cái này căn bản liền chuyện không thể nào chương 3624, đột phá bản thân. Ở thời điểm này, Trương Trường Vũ, Nghiêm Tĩnh Hiên, Hoàng Kỳ Binh ba người bọn họ đã hướng lý thất dạ vây lại. Nghe được khen một tiếng vang lên, Trương Trường Vũ rút ra trường kiếm của mình, trường kiếm bích quang như là mênh mông biển lớn đồng dạng, dường như cả thanh trường kiếm đều ẩn chứa mưa to gió lớn lực lượng. Nghiêm Tĩnh Hiên lấy ra binh khí của mình, chính là một cái đại chủ y, đại chủ y toàn thân tử kim, chú ý chính là dùng điện sắt đúc thành mà thành, có thể nhìn thấy hồ quan điện chật lóe lên, thỉnh thoảng, vang lên đom đốc đom đốc ti chấp tiếng. Hoàng kỵ binh tay cầm song đoạn kích, song đoạn kích xích bạch, dùng địa giai thượng phẩm đạo cốt chỗ tế luyện mà thành, đoạn kích phía trên, tô lại có long phượng chi văn, như một tay cầm rồng, một tay cầm phượng, cả công lẫn thủ, mười phần bất phàm. Họ lý, mau mau nạp mạng đi, hôm nay, bản công tử chém ngươi đầu chó trương trường vũ quát chói tai một tiếng hai mắt phun ra lửa giận hắn đối lý thất dạ có thể nói là nghiến răng nghiến lợi đạp mặt vô cùng nhục nhã ngày hôm nay hắn muốn hết thảy tìm trở về không chặt bỏ lý thất dạ đầu lâu hắn thế không bỏ qua ơ thời điểm này ở đây học sinh đều nhìn lý thất dạ có học sinh thầm nói trường vũ thực lực của bọn hắn so lý thất dạ tốt hơn nhiều ba người đánh một cái đây là hoàn toàn không có bất ngờ huống chi tỉnh hiên sư huynh thực lực chính là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Cái này cũng không nhất định, bọn hắn đối thủ nhưng mà lý thất dạ. Có một vị đã từng đi qua vạn thú sơn học sinh, lắc đầu, nói, hắn nhưng là kỳ tích chi tử, quản chi hắn vẹn vẹn chỉ có vương giả bá thể thực lực, cái kia cũng nói không chừng có thể treo lên đánh so với hắn thực lực càng cường đại hơn người, không nên quên. Hắn vẫn là từng nhất lên đại thiết chủ yên người. Lời như vậy, cũng để cho không ít học sinh hai mặt nhìn nhau, trăm ngàn vạn năm đến nay, loại trừ vô địch đạo quân, vô song thiên tôn bên ngoài, còn có ai nhất lên vạn lô phong đại thiết chú y. Vân nê học viện các đời vô số học sinh cũng đều đã từng thử qua, cũng không nghe nói có ai có thể nhất lên đại thiết chú y, nhưng mà, về sau lại bị lý thất giả nhất lên, cái này có thể không phải một cái kỳ tích ư. Cái này nói cũng phải, không thể dùng thông thường để cân nhắc lý thất giả. Một người học sinh khác gật đầu, nói, ta nghe đổ lão sư nói qua. Lý thất giả hết sức tà môn, không có người nào có thể so sánh hắn càng thêm tà môn, quản chi là khó nhất sự tình, đến hắn trong tay, đều trở nên khả năng. Cũng có học sinh không phục, nói, có thể nhất lên đại thiết chú y, chỉ có thể nói là hắn vận khí tốt, cũng chưa chắc hắn có thực lực cường đại như vậy. Hiện tại là vật lộn sóng mái, đó cũng không phải là có thể dựa vào vận khí sự tình, một chiêu không địch lại, chính là mất mạng nghiêm sư huynh, hảo hảo dạy dỗ hắn. Ở thời điểm này, có học sinh đã lớn tiếng đối nghiêm tỉnh hiên la lên. Mặt khác học sinh cũng đều nhao nhao hùa theo. Hét lớn, không sai, hảo hảo dạy dỗ hắn, cho hắn biết chúng ta vân nê học viện uy nghiêm, hoàn toàn không cho phép hắn khiêu khích. Trong lúc nhất thời, không ít học sinh đều gọi rầm rỉ lấy để nghiêm tỉnh hiên ba người bọn họ hảo hảo dạy dỗ lý thất dạ, dù sao, tại vừa rồi, Lý thất giả dạ mắng to bọn họ là sợ hàng, để nhiều học sinh trong nội tâm đều khó chịu. Hiện tại có nghiêm tĩnh hiên bọn họ ra tay dạy dỗ lý thất giả, dạ. bọn họ có thế trong nội tâm không cao hứng sao? Họ lý, ra tay đi, chúng ta dùng ba đánh một, ngươi có cái gì chiêu thức, cứ việc xuất ra. Trương trường vũ trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào lý thất giả. Dạ. Quát to. Không, các ngươi sai lầm. Lý thất giả dạ thản nhiên nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói, không phải ta với các ngươi một trận chiến, mà là nàng. Nói chậm rãi nhường lại, trốn ở phía sau hắn Phạm Bạch đối mặt tại tất cả mọi người. Ngăn tại trước mặt mình Lý Thất Dạ đột nhiên đi ra, thoáng một cái để Phạm Bạch bó tay toàn tập, đặc biệt là nghe được bản thân muốn cùng Trương Trường Vũ bọn họ quyết đấu thời điểm, Phạm Bạch càng là thoáng cái bị dọa đến hoảng loạn vô sách. Ta, ta, ta. Phạm Bạch lắp bắp, xin giúp đỡ nhìn qua Lý Thất Dạ, la lên thiếu gia ơ thời điểm này phàm bạch đều bị bối rối đối mặt tất cả mọi người nàng đều đã sợ sệt hiện tại còn muốn nàng đi cùng trương trường vũ ba người bọn họ quyết đấu này làm sao không đem nàng sợ tới mức đều run rẩy cái gì vừa nghe đến lý thất giả lời như vậy liền dương linh đều bị dọa đến giật mình lập tức bác bỏ lý thất giả cách làm nói không được phàm bạch mới tu luyện chưa được mấy ngày đâu tại sao có thể để nàng đi ứng chiến đâu nàng đây là đi lên tự tìm đường chết Lý thất giả cách làm như vậy vừa ra tới tất cả mọi người ngây ngốc một chút tất cả mọi người không nghĩ tới Lý thất giả cũng không phải là tự mình lên sân khấu mà là để Phạm Bạch đi quyết đấu trương trường vũ bọn họ cách làm như vậy thật sự là quá bất hợp lý nói đùa cái gì có học sinh lấy lại tinh thần lớn tiếng nói nàng cái này nhỏ yếu đạo hành một ngón tay là có thể đem nàng nghiền chết chỗ nào còn cần quyết chiến ở thời điểm này, tất cả học sinh đều nhìn Lý Thất Dạ cùng Phạm Bạch, có học sinh nói, tiểu tử này là điên rồi sao? Để như vậy một cái vừa người tu hành đi quyết đấu trương trường vũ bọn họ, cái này căn bản là trò đùa. Đây là có ý để nàng đi chịu chết đi. Có một vị để tâm hiểm ác học sinh suy đoán, nói, hừ, nói không chừng họ Lý tự biết không phải là đối thủ, cho nên liền để tiểu cô nương này đi chịu chết, vừa vặn đem cái gọi là tai tinh trừ bỏ, hắn chẳng phải là một công nhiều việc, đạt được mỹ danh. Vậy quá hèn hạ, họ lý muốn mượn trương trường vũ tay của bọn hắn trừ bỏ tai tinh, bán đi tiểu cô nương này tín nhiệm, vậy quá vô sĩ, quá không muốn mặt. Trong lúc nhất thời, không ít học sinh đều nhao nhao xem thường lý thất dạ, trở nên khinh thường. Cặn bã, không ít học sinh đều chửi bới lý thất dạ, nói, tiểu nhân hèn hạ. Bán đi người bên cạnh mình. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu học sinh đang chỉ trích lý thất dạ đối lý thất dạ khinh thường theo bọn hắn nghĩ lý thất dạ để như vậy một cái tiểu cô nương đi chịu chết chuyện này quả là chính là quá không muốn mặc họ lý ngươi nói đùa cái gì trương trường vũ cũng không có nghĩ đến lý thất dạ vậy mà lại để phàm bạch vào sân đều ngây ngốc một chút giết gà chỗ này dùng dao mổ trâu nhà ta tiểu nha đầu là đủ rồi một chiêu một chiêu chém các ngươi lý thất dạ thản nhiên cười một tiếng nói cái gì nghe được lý thất dạ lời như vậy nghiêm tĩnh hiên cùng hoàng kỵ binh đều cho là mình nghe lầm người nói đùa cái gì nghiêm tĩnh hiên cùng hoàng kỵ binh cũng không tin lời như vậy nhìn Phạm bạch nói chỉ bằng nàng một chiêu chém chúng ta chúng ta một chiêu chém nàng còn tạm được ha ha a à, a à, đây là ta từng tới buồn cười nhất chê cười hoàng kỵ binh cũng không khỏi cười ha hả cười lạnh nhìn Lý Thất Dạ nói một cái mới nhập môn tiểu cô nương vậy mà có thế một chiêu chém chúng ta ngươi là nằm mơ còn không có tỉnh lại a à? nói chuyện viễn vông trên thực tế ở đây tất cả học sinh nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy đều cho rằng khó tin đều cho rằng đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày sự tình một chiêu chém ba người bọn họ có học sinh đều nói nói họ Lý đây là điên rồi sao Mơ mộng hảo huyền, cái này nói đùa cái gì? Tất cả mọi người không tin chuyện như vậy, ai nấy đều thấy được, Phạm Bạch chính là cương tu hành không lâu người, đạo hành nông cạn đến có thể xem nhẹ, vân nê học viện tùy ý kéo ra một cái học sinh đến, quản chi là nhỏ yếu nhất một cái học sinh, đều có thể một chiêu đánh bại Phạm Bạch. Hiện tại lý thất giả dạ vậy mà nói một chiêu có thể chém trương trường vũ ba người bọn họ. Đây quả thực là mơ mộng hảo huyền. Thiếu gia, Lúc này Phạm Bạch khẩn trương đến ứng phó vô sách, xin giúp đỡ nhìn qua lý thất dạ, nàng đều nhanh khóc lên. Ngươi không thể để cho nàng đi chịu chết. Dương Linh cũng không khỏi quát to một tiếng. Nhưng mà, lý thất dạ ngăn cản Dương Linh, không để ý tới nàng, nhìn chầm chầm Phạm Bạch, trầm giọng nói, nếu như hôm nay ngươi không thể bước ra, ngươi liền vĩnh viễn đi ra không được, ngươi mãi mãi cũng là bị người chửi bới tai tinh. Ghi nhớ, mạng của ngươi, nắm giữ trong tay ngươi không phải dựa vào người khác bố thí, cũng không phải dựa vào người khác thương xót. Lý Thất Dạ âm thanh như kim thạch thanh âm. Một câu chữ nhất đều tràn đầy tiết tấu cùng giai điệu, một lần lại một lần gõ đánh lấy phàm bạch, để phàm bạch thân thể không khỏi trở nên chấn động. Ở thời điểm này, lý Thất Dạ lời nói tại trong đầu của nàng quanh quẩn, một lần lại một lần đánh thẳng vào đạo tâm của nàng, tại trong thức hải của nàng nhất lên sóng to gió lớn, tại một lần lại một lần xung kích phía dưới, không để cho nàng từ từ chủ huyết khí quanh quẩn. Trong chớp mắt này, trong nội tâm nàng tạp niệm, sợ hãi, tự ti, chờ một chút tất cả tâm tình tiêu cực đều bị dội rửa đến sạch sẽ. Ở thời điểm này, Phạm Bạch trong lúc vô tình, đã đi theo lý thất giả tiết tấu, cả người đều hứng chịu tới lý thất giả mỗi một câu mỗi một chữ giai điệu ảnh hưởng, tâm thần thu liễm. Tâm thần từ từ hướng về linh hoạt kỳ ảo, trong thời gian ngắn ngủi, Phạm Bạch bắt đầu đi vào một cái không linh trạng thái đi đi, Lý Thất Dạ từ từ nói. Lý Thất Dạ câu nói này vẻn vẹn chỉ có hai chữ, nhưng mà, tràn đầy ma lực, trong chớp mắt này, cho Phạm Bạch vô hạn dũng khí, nàng vô điều kiện tin tưởng Lý Thất Dạ, tín nhiệm vô điều kiện Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ cái này vẻn vẹn hai chữ, liền cho nàng dũng khí. Để nàng bước ra bước đầu tiên, hướng trương trường vũ ba người bọn họ đi tới. Ở thời điểm này, Phạm Bạch cái kia điềm đạm đáng yêu hình dáng, đã tan thành mây khói, nàng đã đi vào một cái không linh trạng thái, làm nàng đứng tại trương trường vũ ba người bọn họ trong vòng vây thời điểm, cho người ta cảm giác giống đổi thành một người khác. Sợ hãi căng thẳng, không biết làm sao, tự ti lùi bước. Phạm Bạch đã không thấy, theo nàng bước ra bước đầu tiên thời điểm, làm nàng muốn bước ra cái cửa này khảm thời điểm, nàng liền đem mình trước kia lưu tại tại chỗ. Đứng ở chỗ này Phạm Bạch sẽ nên đón nàng tân sinh, nhưng mà nàng cần dùng hành động của mình đi chứng thực nó, muốn dùng hành động để chứng minh bản thân. Giống như lý thất giả nói như vậy, vận mệnh của nàng, muốn nắm giữ trong tay của mình, mà không phải dựa vào người khác đi bố thí, dựa vào người khác đi thương hại. Đứng tại vòng vây bên trong, phàm bạch chậm rãi mắt cúi xuống, nhẹ nhàng rủ xuống trán, thần thái trang nghiêm. Ở thời điểm này, phàm bạch không phải là bởi vì sợ hãi căng thẳng không dám nhìn tới thế nhân, mà là bởi vì nàng không cần nhìn thế nhân, Nàng chỉ cần nhìn rõ ràng bản thân, chỉ cần nàng làm được điểm này là được. Phật cúi đầu, lý thất giả âm thanh tại Phạm Bạch trong đầu quanh quẩn, Vạn Phật tận cúi đầu, đại đạo ta độc tôn. Câu này nhất tự chân ngôn, tại trong đầu của nàng quanh quẩn, kích động tinh lực của nàng. Chương 3625, Vạn Phật tận cúi đầu, đại đạo ta độc tôn. Phàm Bạch đứng ở nơi đó, hướng về không linh, tất cả nhau nhau hỗn loạn, đều tại nàng nhắm mắt thời điểm mà đi xa. Ở thời điểm này, trong nội tâm nàng, trong đầu của nàng chỉ có một câu như vậy Phật cúi đầu. Phật cúi đầu, vạn Phật tận cúi đầu, đại đạo ta độc tôn. Ở thời điểm này, Phàm Bạch đã đắm chìm trong bản thân trong biển rộng, hòa vào vô tận Phật đạo bên trong. Ra tay đi. Nhẹ nhàng ba chữ, từ Phàm Bạch trong miệng xuất ra, thanh âm này rất nhẹ rất nhẹ mà thôi đến giống như thì thầm đồng dạng nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều lại nghe được rõ rõ ràng ràng dường như rất lâu đi qua ba chữ này đều như cũ ở bên tai quanh quẩn lấy rất lâu không tán đi ơ thời điểm này phàm bạch mắt cúi xuống cúi đầu nhẹ nhàng nói ra ba chữ thời điểm giống như vô thượng phật chủ ngâm ra phật gia vô thượng chân ngôn trong chớp mắt này chư thiên thần ma đều bị tinh lọc đồng dạng trong chớp mắt này Tất cả vân nê học viện học sinh đều ngây ngốc một chút, bọn họ đều giống như là sinh ra một loại ảo giác, dường như đứng ở trước mặt mình không phải một cái sợ sệt sợ hãi tiểu cô nương. Cũng không phải một người người nghe đến đã biến sắc tai tinh, mà là một tôn cổ Phật, một tôn đến từ xa xôi thời đại cổ Phật, nàng chỉ cần nhẹ nhàng một lời, chính là hóa thân vô thượng Phật chủ, liền có thể dương cao vô biên Phật thổ, trong chớp mắt này, dường như, nàng đã hòa vào Phật đà thánh địa bên trong, Dường như nàng đã hóa thành Phật Đạo bên trong tuyên cổ. Ở thời điểm này, Phạm Bạch giống như thoát thai hoán cốt động dạng, dường như thay đổi hoàn toàn một người. Liền Dương Linh cũng không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Trước kia, nàng đã từng không chỉ một lần nhìn qua Phạm Bạch tu luyện như vậy một cái động tác đơn giản. Vào lúc đó, nàng đối với Phạm Bạch như vậy một động tác, xem thường, nàng thậm chí cho rằng Phạm Bạch cả ngày không ngừng nghĩ đi luyện một cái động tác như vậy. Đó thật là quá lãng phí thời gian, thật sự là quá lãng phí tinh lực, nàng thậm chí còn muốn đem Vân Nê Học viện một ít công pháp truyền thụ cho Phạm Bạch đây. Hơn nữa, vào lúc đó, Phạm Bạch tu luyện một cái động tác như vậy thời điểm, dưới cái nhìn của nàng, đơn giản như vậy vô cùng động tác, hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đơn giản như vậy động tác, thậm chí liền chiêu thức đều không thể nói là. Quản chi là thường thấy nhất cái gì hắc hổ đào tâm loại hình bất nhập lưu chiêu thức đều muốn so phạm bạch chỗ tu động tác không biết mạnh bao nhiêu gấp trăm lần. Nhưng mà, ở thời điểm này, làm phạm bạch trong nháy mắt không linh thời điểm, thoáng cái nhập Phật siêu thánh thời điểm, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy liền không giống với lúc trước. Đây là cái gì tà thuật, là ảo giác ư? Không ít học sinh lấy lại tinh thần, không khỏi lắc đầu, lắc lắc đầu, để cho mình tỉnh táo lại. Ta chính là không tin tạ, trương trường vũ từ phạm bạch loại này nhập Phật siêu thánh trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, quát chói tai một tiếng, nói, chỉ là chứng nhãn Pháp, lại làm sao có thể sợ tới mức đến chúng ta. Chúng ta lên, hét lớn phía dưới, trương trường vũ cùng nghiêm tỉnh hiên, hoàng kỵ binh nhìn nhau một cái. Liền ngay trong chớp mắt này, trương trường vũ xuất thủ trước, hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay ngang trời đánh ra, nghe được, khen, một tiếng vang lên, kiếm tung tóe trời xanh, trong nháy mắt sóng ánh sáng nhau du trời, sóng lớn cút cuốn, vô tận xanh biết sắc bén trút xuống, phải đem phàm bạch trong nháy mắt thôn phệ. Đến mãi không hết kiếm mang đan xen, trong nháy mắt trút xuống, bao phủ phàm bạch thời điểm, dường như muốn vạn kiếm xuyên tim. Tại trương trường vũ xuất thủ trong nháy mắt, nghiêm tĩnh hiên vậy trong nháy mắt một bước tới gần. Một tiếng hét to, trong tay tử chu y thẳng đập mà xuống, quát lớn, rách tại một tiếng cảm giác uống phía dưới, sóng âm trong nháy mắt nổ tung, có thế tồi khô lạp hủ, đáng sợ hơn chính là, một chù y đánh rơi, vỡ nát núi đá, đập gãy giang sơn, một chù y bể đầu, hung mảnh vô cùng. Ta tới cũng giữa thạch hỏa điện quan này, hoàng kỵ binh vậy trong nháy mắt xuất thủ, trong tay hắn đoạn kích, tả hữu giáp công, phải kích như hắc long xuất quyên, dương nanh múa vuốt, có thể xé nát tất cả, vô cùng sắc bén. Bên trái kích hóa thành phi phượng, hai cánh giang ra, nghe được, vèo, vèo, vèo tiếng xé gió truyền đến. Vô số vũ nhận trong nháy mắt bắn ra, đâm trách hư không, thoáng cái khóa lại phàm bạch toàn thân chỗ hiểm. Tuy là nói, trương trường vũ ba người bọn họ không phải vân nê học viện học sinh ưu tú nhất, nhưng mà, ba người bọn họ thực lực vậy không tầm thường, so với rất nhiều phổ thông tu sĩ tới nói, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Mà phàm bạch chẳng qua là một cái nhập môn tiểu bối mà thôi, tại ba người bọn họ liên thủ giáp công phía dưới, hoàn toàn không thể nào là đối thủ ngày bình thường riêng là một cái trương trường vũ liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại một cái mới nhập môn tiểu tu sĩ giống hôm nay như vậy ba người bọn họ liên thủ đối phạm bạch giáp công cái kia đã là một loại mười phần hiếm thấy sự tình nếu là ngày bình thường nếu như ba người vân nê học sinh vây công một cái mới nhập môn tiểu tu sĩ vậy nhất định sẽ để cho tất cả mọi người trở nên khinh thường nhất định sẽ làm cho rất nhiều người khinh thường vậy hôm nay như vậy đặc thù một mạng lại một mực xuất hiện. Cái này tình thế chắc chắn phải chết, một cái tiểu cô nương, có thể ngăn lại trương trường vũ ba người bọn họ liên thủ một đòn ư. Có học sinh nhìn thấy như vậy một màn, đều cho rằng Phạm Bạch hẳn phải chết. Nói, lý thất giả đây cũng quá hèn hạ, vậy mà để một cái tiểu cô nương đi lên tự tìm đường chết. Vậy, ngay tại trương trường vũ ba người bọn họ liên thủ một kích trí mạng hạ xuống thời điểm, một mực mắt cúi xuống cúi đầu Phạm Bạch ở thời điểm này di động, nàng lên tay, động tác của nàng rất chậm chạp. Trên thực tế, cũng không phải là động tác của nàng chậm chạp, mà là tại cái này trong một chớp mắt, toàn bộ không gian thời gian giống như trệ ngừng đồng dạng, tại Phạm Bạch lên tay ở giữa, giống như từ vô tận đại thế ở giữa mò lên Phật gia chân ngôn, nâng lên Phật gia đại đạo. Ngay một khắc này, Phật gia đại đạo bị Phạm Bạch nâng tại trong lòng bàn tay, tất cả đều là như vậy đương nhiên tất cả đều là như vậy tùy ý trong chớp mắt này phạm bạch đương nhiên phạm bạch theo có lý thức giả ba phần thần vận tại ông một tiếng bên trong phạm bạch trên người hiện lên phật quan vô tận phật pháp tại trong thân thể của nàng ẩn chứa từng cái phật gia chân ngôn tại trong thân thể của nàng vang lên vô tận thiện sướng mỗi một cái chân ngôn hạ xuống trong nhân thế cũng có thể sang bằng mười vạn đại địa ở thời điểm này phạm bạch chính thức chân mệnh ở trong đó giống như Nàng chính là Phật gia chi chủ, vạn đạo Phật pháp đều từ nàng diễn sinh ra. Mà tại thời khắc này, Vân Nê học viện học sinh đi không thể phát giác được, tại Phật Đà Thánh địa mỗi một tất Phật thổ bên trong, Phật lực phun trào, tại Phật Đà Thánh địa phía dưới mặt đất, vô cùng vô tận Phật lực giống như mênh mông biển lớn đồng dạng. Mà lúc này Phật Bạch chính là đứng tại cái này mênh mông biển lớn phía trên, nàng chính là mảnh này mênh mông biển lớn chủ nhân, chỉ cần nàng nhẹ nhàng đưa tay, liền có thể hiện ở vô tận phật lực, cho nên giữa lúc thạch hỏa điện quang, vô tận phật lực đã tràn vào phạm bạch trong cơ thể. Trong chớp mắt này, vân nê học viện bạch lộc phong bên trên có lão nhân trong nháy mắt mở hai mắt ra, không khỏi giật nảy cả mình, nói là ai điều động như vậy phật lực. Nói xong, vội thiên nhãn mở, rút mây xem xét, bởi vì hắn cách lão miếu gần nhất, cho nên hắn rút mây xem xét, mới nhìn đến phạm bạch thức mở đầu tại cái kia thiên long tự trong cổ miếu, vừa cảm thụ đến Phật lực phun trào, có thất tuần xế chiều cao tăng vậy thoáng cái ngồi không yên, giật mình, trông về phía xa chân trời, hợp thành chữ thập, nói, thiện tai, thiện tai, Phật môn may mắn vậy. Tại thần quỷ bộ, tại cái kia trên nhà cao tầng, có lão giả trong nháy mắt đứng lên, hai mắt hé ra, huyết nhãn luân hồi, giật mình nói, đây là ai, có cao như vậy Phật gia trình độ, chẳng lẽ lại là thiên long tự cao tăng tại kim sử trong vương triều, tại cái kia hoàng cung chỗ sâu, có hai người bị kinh động, có một người trong nháy mắt hai mắt mãnh liệt, nhìn quanh bát phương, biến sắc, nói, hiện nay Phật đà thánh địa, loại trừ thiên long tự con lựa trọc bên ngoài, cũng chỉ có người kia mới có thể như vậy điều động như vậy dội dào Phật lực, chẳng lẽ hắn còn sống? Nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại, đủ loại suy nghĩ lại hiện lên ở trong lòng. Một người khác. Vậy cảm nhận được cổ này lực lượng, nhìn phía xa, không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, nói, lại nổi sóng gió, chịu tội. Nhưng mà, mặc kệ là Thiên Long tự cao tăng, vẫn là trong hoàng cung đại nhân vật, thậm chí là cách Vân Nê học viện gần nhất, có thể tận mắt thấy một màn này lão giả, bọn họ đều chỉ là nhìn thấy hoặc là cảm nhận được phàm bạch điều động Phật Đà Thánh địa Phật lực mà thôi. Bọn họ lại không nhìn thấy phàm bạch đứng ở Phật gia Minh Mông biển lớn phía trên thời điểm, nàng đã cắm rễ ở nơi đó, nàng giống như thiên địa rễ đồng dạng, thật sâu đâm vào trong đó. Cắm rễ ở Phật Đà trong thánh địa, như vậy một cổ lực lượng, nguồn gốc từ tại phàm bạch bản thân, đó là một cổ mang theo đáng sợ sát khí lực lượng, cổ sát khí kia lực lượng ẩn chứa dồi dào thương thiên lực lượng. Chỉ bất quá, cái này một cổ sát khí đã bị tinh lọc, nó trở nên như vậy thuần túy, cho dù có người có thể cảm nhận được nó tồn tại, đều cảm nhận được không được nó hung thần, ngược lại là một loại đến từ trong thiên địa thuần túy nhất lực lượng tràn đầy dồi dào sức sống. Đây là một cổ độc nhất vô nhị lực lượng, giờ này khắc này, tức tại phạm bạch trong cơ thể hoàng mỹ vô cùng cho hợp lại cùng nhau. Ở đây, dường như vô tận Phật thổ, chính là vô tận đất màu mỡ, nó chất dinh dưỡng uẩn dưỡng lấy phạm bạch cái này độc nhất vô nhị lực lượng, khiến cho phạm bạch đang trưởng thành, tại khỏe mạnh. Mà cùng lúc đó, phàm bạch trong cơ thể cái này độc nhất vô nhị lực lượng, vậy tại phản hồi lấy mảnh này Phật thổ, nó tại nạp thiên địa chi khí, nuốt vạn vật chi hoa, dùng gột rửa bản thân, trả lại Phật thổ. Giữa hai bên, hỗ trợ lẫn nhau, hoàn mỹ vô cùng kết hợp. Nhưng mà, cái này tuyệt thế vô song một màn, nhưng không ai có thể tận mắt thấy, không có người nào có thể hiểu được ảo diệu bên trong. Lại có ai có thể biết, tại lý thất dạ vì phạm bạch nghịch thiên cải mệnh thời điểm, vì phạm bạch thay đổi mệnh cách thời điểm, cái này cũng đã vì phạm bạch rèn đúc xuống tất cả những thứ này cơ sở, chỉ bất quá thế nhân không biết, mà phạm bạch bản thân nàng cũng không biết. Giơ tay, hạ xuống, nghe được, ầm, một tiếng vang lên, vốn là cho là mình một chiêu giết sạch trương trường vũ, nghiêm tĩnh hiên, hoàng kỵ binh ba người bọn họ trong nháy mắt bị đánh ra, bị đánh cho cùng phúng một ngụm máu tươi. Tại đây tầm một tiếng bên trong, trương trường vũ ba người bọn họ nặng nề mà nền xuống đất. Máu tươi chảy ròng. Như vậy một màn, tất cả mọi người nhìn ra ngẹn hồng nhìn trân trối, Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt, chỉ sợ không có mấy người tin tưởng ánh mắt của mình. Tất cả mọi người còn chưa rõ đây là có chuyện gì, liền như thế kết thúc. Chương 3626, mạng ta do ta, không do trời. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, đều không thể tin tưởng trước mắt một màn này, trước mắt một màn này chỉ sợ là bọn họ nhìn qua điều kỳ quái nhất một màn. Một cái mới nhập môn tiểu tu sĩ, vậy mà ra tay đánh bại Vân Nê học viện ưu tú học sinh, trong đó hai bên ở giữa đạo hành thực lực chênh lệch, đó là một cái không cách nào vượt qua khoảng cách. Chuyện như vậy, căn bản cũng không khả năng sự tình, liền xem như ở đây nhiều học sinh nhìn thấy như vậy một màn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, đều cho là mình hoa mắt. Cho là mình sinh ra ảo giác. Thử nghĩ một chút, bất kỳ cái gì một cái tu sĩ cường giả muốn vượt qua cảnh giới đi khiêu chiến so với chính mình đối thủ cường đại hơn đó là chuyện vô cùng khó khăn không cần nói vượt một cái đại cảnh giới chính là vượt một cái tiểu cảnh giới muốn chiến thắng mạnh mẽ hơn chính mình đối thủ vậy cũng là rất khó khăn rất khó khăn sự tình trừ phi là có một ít mạnh mẽ bảo vật hoặc thủ đoạn khác tương trợ còn vượt qua trọn một cảnh giới đi khiêu chiến đối thủ cái kia trên cơ bản là lấy thua trận làm kết quả kết quả như vậy chỉ sợ là không có cái gì lo lắng có thể nói nếu như nói có thể vượt qua trọn một cảnh giới đi khiêu chiến đối thủ còn có thể chiến thắng cái kia có thể dùng kỳ tích để hình dung đó là rất đáng gờm thành tựu như vậy đều có thể chiến thắng lời nói hoặc là có thủ đoạn khác hoặc là kiếm tẩu thiên phong cái kia nhất định phải là bỏ ra cái giá khổng lồ nếu như nói vượt hai ba cái thậm chí là càng nhiều cảnh giới đi khiêu chiến đối thủ đâu tất cả mọi người phản ứng đầu tiên vậy tuyệt đối không có khả năng, đây là tự tìm đường chết. Cho nên khi Phạm Bạch cùng Trương Trường Vũ bọn họ quyết chiến thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng đây là tự tìm đường chết, tất cả mọi người cho rằng lý thất dạ là để Phạm Bạch đi chịu chết. Bởi vì thằng ngốc đều biết, vượt qua hai ba cái cảnh giới đi khiêu chiến người mạnh hơn, vậy căn bản liền không có thắng được hy vọng. Phạm Bạch cùng Trương Trường Vũ ở giữa chênh lệch, đâu chỉ chỉ có hai ba cái cảnh giới, hai bên ở giữa chênh lệch, vậy căn bản chính là không cách nào vượt qua khoảng cách một cái là mới nhập môn tiểu tu sĩ mà trương trường vũ bọn họ đã nắm giữ tam mùi chân thân thực lực như vậy hai bên ở giữa chênh lệch giống như là một tôn cự nhân cùng một con dung dế kém như vậy cự ly bất luận người nào đều có thể tưởng tượng ra được trương trường vũ một ngón tay liền có thể đánh bại phàm bạch huống chi bọn họ là ba người liên thủ đâu hẳn phải chết không nghi ngờ vừa ra tay thời điểm Tất cả mọi người cho rằng Phạm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên không ít học sinh xem thường lý thất giả, đối lý thất giả khinh thường, cho rằng lý thất giả thật sự là quá mức hèn hạ vô sĩ, vậy mà để một cái tiểu cô nương đi chịu chết. Hiện tại Phạm Bạch lại đánh bại trương trường vũ ba người bọn họ, cái này khiến tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi miệng há thật lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh đều là đầu trống rỗng, bọn họ đều phản ứng không kịp, như vậy không hợp thói thường sự tình lại phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Liền xem như bị đánh bại trương trường vũ bọn hắn cũng đều không khỏi choáng váng, bọn họ đều đầu óc choáng váng, bọn họ cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Bọn họ một chiêu tuyệt sát đánh phía Phạm Bạch, bọn họ đều cho rằng Phạm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà Phạm Bạch giơ tay, chính là có mênh mông vô tận Phật lực nghiền ép mà xuống, trong chớp mắt này, để trương trường vũ bọn họ đều sinh ra một loại áo giác đều cho rằng đứng tại trước mặt bọn hắn, không phải phàm bạch như vậy một cái tiểu cô nương, mà là một tôn viễn cổ vô thường từ Phật, một tôn chi phối lấy toàn bộ Phật đà thánh địa Phật chủ. Tại bọn họ còn không có phản ứng lại thời điểm, mạnh mẽ vô song Phật lực, đã trong nháy mắt đem bọn hắn đánh bay, bọn họ ngay cả mình là thế nào thua ở phàm bạch trong tay cũng không biết, chớ nói chi là xem hiểu cái gì. Trên thực tế, đừng nói là trương trường vũ bọn họ, liền xem như ở đây tất cả học sinh, Quản chi thiên phú cực tốt học sinh, như Trương Vân chi bọn họ dạng này thiên tài. Bọn họ cũng như nhau không có nhìn rõ ràng đây là có chuyện gì. Phạm Bạch chỉ là giơ tay đè xuống mà thôi, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, bọn họ căn bản là không có có thể nhìn ra trong này có huyền cơ gì, đó là 10 phần động tác đơn giản mà thôi, chỉ đơn giản như vậy động tác, trong nháy mắt đánh bại Trương Trường Vũ ba người bọn họ. Dương Linh cũng miệng há thật lớn, lúc này Dương Linh tâm tình so bất luận người nào đều muốn phức tạp, so bất cứ lúc nào đều muốn phức tạp. Bởi vì tại Vạn Thú Sơn thời điểm, Dương Linh liền cho rằng Phạm Bạch cả ngày tu luyện đơn giản như vậy động tác. Căn bản cũng không có cái tác dụng gì, nàng còn muốn truyền thụ Phạm Bạch những công pháp khác. Nhưng mà, ngày hôm nay Phạm Bạch chính là dùng đơn giản như vậy động tác, chính là loại này nàng cho rằng không có ích lợi gì động tác, dễ như trở bàn tay đánh bại trương trường vũ ba người bọn họ đang khiếp sợ bên trong cũng để cho dương linh xấu hổ không thôi đây cũng không phải là là phạm bạch công pháp chiêu thức có vấn đề mà là nàng kiến thức nông cạn căn bản là nhìn không ra chiêu thức kia ảo dịu tới mà phạm bạch công pháp chính là lý thất dạ dạy nghĩ tới đây dương linh cũng không khỏi ngơ ngác nhìn lý thất dạ nàng thoáng cái đều không thể đi lý tưởng trước mắt cái này thoạt nhìn bình thường vô cùng nam nhân chỉ đơn giản như vậy Tại tất cả mọi người ngay người thời điểm, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, đánh bại kẻ địch, trước hết chiến thắng tâm ma của mình. Hồi lâu sau, Phạm Bạch không khỏi sững sờ ngốc, lấy lại tinh thần, nàng không cách nào hình dung mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này, nàng không khỏi nhìn hai tay của mình, trong chớp mắt này, để nàng nhìn thấy rực rỡ, thấy được một chùm chiếu sáng nàng tiến lên con đường ánh sáng, dẫn dắt đến nàng tiến lên quang mang. Tại thời khắc này lên Nàng không còn là cái kia giống chuột chạy qua đường đồng dạng trốn tránh đám người lang thang tiểu nữ hài, nàng không cần đi tự ti, nàng không cần đi nhu nhược, nàng không cần đi sợ sệt. Nàng đồng thời không có làm gì sai, thậm chí, nàng cũng không có làm gì, lại gặp phải nhiều như vậy đau khổ. Tuy là vận mệnh cho nàng nhiều như vậy xuyển khó, nhưng mà, từ giờ khắc này, nàng có thể đi thay đổi nó, nàng muốn đi nắm giữ vận mệnh của mình nàng không cần lại đi làm một cái sống đầu đường xó chợ cô nhi, nàng không cần lại đi làm một cái một mình liếm tổn thương gào khóc tiểu nữ hài. nàng muốn làm bản thân, nàng chính là Phạm Bạch, chẳng phải là cái gì thiên sát cô tinh, cũng không phải cái gì tai tinh, nàng chính là nàng, một cái cố gắng đi thay đổi vận mệnh Phạm Bạch. mạng ta do ta cuối cùng, Phạm Bạch nhìn hai tay của mình, không khỏi thì thào nói, trong lúc vô tình, nước mắt đã từ khóe mắt nàng chảy xuống. Nàng bị người chê cười thời điểm, nàng yên lặng chịu đựng nước mắt, tại bị xua đuổi thời điểm, nàng không để cho mình nước mắt chảy xuống đến, chỉ có tại một chỗ lúc không người, vụng trọng xóa đi, tại bị thương ăn gió nằm sương thời điểm, nàng cũng không có gào khóc, cố gắng để cho mình kiên cường hơn. Nhưng mà, giờ này khắc này, nàng lại nhìn không được nước mắt chảy xuống, không phải là bởi vì sợ hãi, cũng không phải bởi vì sợ sệt, càng không phải là bởi vì bị thương. Nhiệt lệ lặng yên chảy xuống. Lúc này Phạm Bạch, chính là Phạm Bạch, chủ định lấy là một cái không bình thường tiểu cô nương, nàng không còn là trong miệng người khác tai tinh, cũng không phải cái gì thiên sát cô tinh. Giết bọn hắn. Tại Phạm Bạch ngay người thời điểm, Lý Thất Dạ thản nhiên dặn dò. Ta, Phạm Bạch không khỏi sững sờ một chút, không khỏi nhìn thật vất vả mới từ trên mặt đất bò dậy trương trường vũ. Nghiêm tĩnh hiên, hoàng kỵ binh bọn họ, trong lúc nhất thời, nàng cũng có chút trở tay không kịp nàng thật đúng là chưa từng giết người, huống chi tại đây vân nê trong học viện hành hung, đây chính là không thể coi thường sự tình. Ở đây học sinh không ít người vừa nghe thấy lời ấy, đều nhìn nhau một cái, cũng không có người đi quát bảo ngưng lại, dù sao, thắng làm vua thua làm giặc, vừa bắt đầu hai bên đều là không chết không thôi, cũng không phải hữu nghị luận bàn, nếu như Phạm Bạch không địch lại, trương trường vũ bọn họ cũng giống vậy sẽ lấy Phạm Bạch tính mạng. Hiện tại Phạm Bạch muốn giết bọn hắn đây cũng là chuyện đương nhiên đi trương trường vũ ba người bọn họ nghe được lời như vậy liền sắc mặt đại biến ba người bọn họ nhìn nhau một cái đuổi phàm bạch còn không có lấy lại tinh thần thời điểm bọn họ xoay người bỏ chạy nhưng mà bọn họ còn không có chạy trốn mấy bước đột nhiên có một cái bóng đen lao đến vừa vặn cùng bọn hắn ba người đối diện chạm vào nhau nghe được ầm một tiếng vang lên bóng đen này thế tới hung hăng trương trường vũ ba người bọn họ không kịp tránh né liền thoáng cái bị đụng bay. Tại âm, âm, âm tiếng vang bên trong, trương trường vũ ba người bị nặng nề mà đụng ngã trên mặt đất, thân thể mạnh mẽ đập xuống đất, máu tươi bắn tung tóe, đau đến ba người bọn họ cũng không khỏi một tiếng gào thét. Ở thời điểm này, mọi người mới nhìn rõ ràng, đột nhiên va chạm mà đến chính là đầu kia lão lợn rừng, không biết lúc nào, đầu này lão lợn rừng đã che đậy đến trương trường vũ phía sau bọn hắn tại trương trường vũ bọn họ xoay người chạy trốn trong nháy mắt nó cất vó va chạm tới hung mảnh vô cùng thoáng cái đem trương trường vũ ba người bọn họ đụng trở tay không kịp trong nháy mắt đem trương trường vũ ba người bọn họ đụng máu tươi bắn tung tóe hư chíp chíp mấy tiếng sau đó lão lợn rừng lại nằm xuống lại nó ổ heo tất cả mọi người ngây ngốc nhìn một màn này cũng có một chút học sinh không khỏi cho rằng trương trường vũ ba người bọn họ thật sự là quá xui xẻo vốn định chạy trốn không nghĩ tới lại bị lợn rừng đụng bay. À, ở thời điểm này, trương trường vũ bọn họ cũng không khỏi đau đến gào lên một tiếng, bọn họ bị lão lợn rừng trực tiếp đụng phải lòng ngực, xương cốt toàn thân đều vỡ đến bảy tám phần. Ở thời điểm này, bọn họ nằm rạp trên mặt đất, muốn động đều không động được, chớ nói chi là trốn. Động thủ đi. Lý thất dạ nhìn đều không có nhìn nhiều nằm dưới đất trương trường vũ bọn họ. Công tử, nhanh cứu chúng ta nằm dưới đất trương trường vũ bọn họ không thể động đậy, không khỏi quát to một tiếng, hướng trương vân chi cầu cứu. Ở thời điểm này, tất cả mọi người là không khỏi nhìn về phía trương vân chi. trương vân chi cũng không khỏi nhíu mày một cái, trên thực tế, hắn cũng không nghĩ ra trương trường vũ bọn họ liền như thế thua, tại động thủ ở giữa, hắn vẫn ôm hy vọng, hắn thậm chí cho rằng trương trường vũ ba người bọn họ liên thủ, thậm chí là có thể đem lý thất dạ cầm xuống không nghĩ tới phát sinh như vậy không thể tưởng tượng một màn phàm bạch như vậy một cái tiểu cô nương liền đánh bại trương trường vũ ba người bọn họ lý đạo hữu giết người không quá mức gật đầu cái này ba cái đồng học đã nhận thua liền tha cho bọn hắn một mạng đi trương vân chi mở miệng vì trương trường vũ ba người bọn họ cầu tình trương vân chi đều mở miệng xin tha cũng để cho không ít người nhìn lý thất dạ dù sao tại vân nê học viện rất nhiều người đều sẽ bán Trương Vân Chi tình cảm và thể diện, đa số học sinh cũng không nguyện ý cùng Trương Vân Chi là địch. Thôi đi. Tại lý thất dạ vẫn không trả lời thời điểm, một cái cười lạnh tiếng vang lên, nói, nếu như tiểu cô nương này không địch lại. Các ngươi sẽ tha cho nàng một mạng ư. Chương 3627, chém giết. Mọi người theo âm thanh nhìn tới, người nói lời này, chính là đều là vân nê ngũ kiệt một trong tam bản nộ phủ Lâm Hạo. Lâm Hạo lời này, liền để tất cả học sinh cũng không khỏi trở nên lặng im. Lâm Hạo cái này một lời nói, vốn là mười phần có lý, phải biết, nếu là trương trường vũ bọn họ thắng được, bọn họ sẽ tha phàm bạch ư. Đáp án là khẳng định, tuyệt đối sẽ không, chỉ sợ bọn họ đồng dạng sẽ lấy Phạm bạch tính mạng thậm chí bọn họ không chỉ là muốn lấy Phạm Bạch tính mạng, còn muốn lấy Lý Thất Dạ tính mạng. Hiện tại Phạm Bạch chiến thắng bọn họ, Phạm Bạch muốn lấy tính mạng của bọn hắn, đó cũng là chuyện đương nhiên. Trên thực tế, liền xem như Trương Vân Chi cầu tình cũng vô dụng, Lý Thất Dạ căn bản liền sẽ không bán Trương Vân Chi tình cảm và thể diện, mà Phạm Bạch cũng chỉ nghe Lý Thất Dạ. Đây là Hỏng Vân Nê học viện tập tục. Trương Vân Chi không khỏi nhíu mày một cái, nói. Tam bản nộ phủ lâm hạo cười lạnh một tiếng, nói, vân nê học viện ba cái học sinh ưu tú, vây công một cái mới nhập môn tiểu cô nương, đây là vân nê học viện tập tục. Còn có cái gì so cái này tệ hơn vân nê học viện tập tục? Ba cái đại nam nhân, còn không đánh lại một cái tiểu cô nương. Mất mặt xấu hổ. Mất mạng, cũng chỉ có thể trách bọn họ học nghệ không tin. Lâm Hạo lời này đã nói đến rất trực tiếp, cái này khiến Trương Vân Chi không khỏi vẻ mặt biến đổi, có điều, hắn vẫn là nén lại khí, không có tức giận, chỉ là vẻ mặt hết sức khó coi mà thôi. Ở đây không ít học sinh đều hai mặt nhìn nhau, Lâm Hạo lời này cũng quả thực là có đạo lý, còn có thập cái gì so cái này càng mất mặt xấu hổ. Vân Nê học viện ba cái học sinh ưu tú liên thủ, vậy mà bại bởi một cái mới nhập môn tiểu cô nương, như vậy ba cái đại nam nhân, bắt nạt một cái tiểu cô nương, đây mới thật sự là làm hỏng Vân Nê học viện tập tục. Đương nhiên không người nào nguyện ý nói ra lời, dù sao, trước đó, nhiều ít người đều muốn đem Phạm Bạch từ Vân Nê học viện đuổi đi đây này. Động thủ đi. Lý thất giả căn bản là không thèm đế ý Trương Vân Chi cầu tình, thản nhiên dặn dò Phạm Bạch. Phạm Bạch thật sâu hít thở thở ra một hơi, chậm rãi hướng Trương Trường Vũ ba người bọn họ đi tới, ở thời điểm này, nàng đã điều chỉnh tốt tâm tính, nàng không còn là cái kia sợ sệt sợ, sợ hãi tiểu nữ hài. Ngươi, ngươi, ngươi cũng chớ làm loạn. Nhìn thấy Phạm Bạch đi tới, không thể động đậy trương trường Vũ Thoáng cái sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch. Không khỏi la hét nói, tại Vân Nê học viện, dưới ban ngày ban mặt hành hung, cái này, cái này đây chính là tội lớn. Nhưng mà, Phạm Bạch chỉ nghe Lý Thất Dạ mà nói, căn bản cũng không có chú ý trương trường Vũ. Nghiêm Tĩnh Hiên cũng là bị dọa đến vẻ mặt trắng bệch, mạng treo quỷ môn quan, hắn không khỏi hét lớn, "Ta, ta, ta chính là Vương phủ thế tử, ngươi" ngươi dám đụng đến ta một sợi lông, Phật Đà Thánh Địa sẽ không, không có các ngươi đất đặt chân. Lý thất dạ, ngươi, ngươi, ngươi nhanh quát bảo ngưng lại nàng, Hoàng Kỵ Bình cũng không khỏi sợ tới mức hét lên một tiếng. Đáng tiếc, Lý thất dạ căn bản cũng không chú ý bọn họ, phàm bạch đến gần, thức mở đầu, Phật lực tràn ngập, tất cả mọi người còn không có nhìn rõ ràng nàng thức mở đầu có thay đổi gì thời điểm, cũng đã rơi xuống. Nghe được, ầm, một tiếng vang lên, một đòn nặng nề mà đập xuống tại trương trường vũ ba người bọn họ trên người trương trường vũ bọn họ liền thét lên cũng không kịp trong nháy mắt bị đập đến nát bấy nghe được vù một tiếng vang lên tại như vậy một đòn phía dưới chỉ thấy trương trường vũ ba người bọn họ thoáng cái băng diệt hóa thành phật quan theo gió phiêu tán mà đi trong nháy mắt liền biến thành tro bụi không có cái gì lưu lại như vậy một màn làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn mới vừa rồi còn là tràn đầy tự tin trương trường vũ bọn họ trong nháy mắt chính là biến thành tro bụi thoáng cái liền không tồn tại nữa như vậy so sánh cũng cho không ít người to lớn xung kích trương vân chi vẻ mặt khó coi tới cực điểm trương trường vũ nghiêm tĩnh hiên đều là cho hắn chân chạy đổi một câu nói bọn họ đều là hắn trương vân chi tiểu đệ hôm nay lại bị lý thất dạ bọn họ chém giết hắn ở trước mặt tất cả mọi người vì bọn họ cầu tình Lý thất giả căn bản cũng không bán hắn mảy may tình cảm và thể diện, đây quả thực là tại trên mặt hắn hung hăng hút một cái nóng bỏng bạc tai. Trương Vân Chi hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, không tiếp tục ở lại nữa khắc ý tứ. Hắn tới thời điểm, vẫn là uy phong lẫm liệt, lại đi chật vật như thế, đây đối với Trương Vân Chi tới nói, đó là mười phần khó chịu sự tình, nhưng, giờ này khắc này, cũng chỉ có thể là ghi hận ở trong lòng bên trong. Còn có ai muốn xua đuổi ta nha đầu này ư? chém trương trường vũ ba người bọn họ sau đó, Lý Thất Dạ nhìn ở đây tất cả học sinh, thản nhiên cười một tiếng. Hơi hợt, không chút nào để ở trong lòng. Giờ này khắc này, Phàm Bạch cũng đứng bình tĩnh ở nơi đó, ở thời điểm này, nàng lộ ra đặc biệt yên bình, lại không giống vừa lúc đi ra như vậy bối rối, chân tay lúng cuốn, cũng không có vừa rồi sợ sệt, bất an, tự ti. Giờ này khắc này, Phàm Bạch đứng bình tĩnh ở nơi đó, nàng có thể ngẩng đầu lên, nghênh tiếp ánh mắt mọi người, ánh mắt của nàng là như vậy kiên định, là như vậy yên bình. Mặc kệ cái khác người là thế nào nhìn nàng, người khác cho rằng nàng là tai tinh cũng được, cho rằng nàng là thiên sát cô tinh cũng thế, những này đều cũng không trọng yếu. Nàng chỉ là nàng, nàng tán đồng bản thân, vậy thì đã đủ rồi. Lúc này, ở đây tất cả học sinh cũng không khỏi trở nên lặng im, liền xem như vừa rồi mở miệng nói muốn xua đuổi phàm bạch học sinh, cũng không nguyện ý mở miệng. Dù sao, trương trường vũ ba người bọn họ chính là vết xe đổ, nếu như bọn họ muốn bước bọn họ theo gót mà nói, vậy thì có thể đi thử một chút. Không có thập chuyện gì, liền tản đi đi. Lâm Hạo cũng cười đối ở đây tất cả học sinh nói. Ở đây rất nhiều học sinh đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều nhau nhau tán đi, tất cả mọi người lần lượt rời đi. Tại rời đi thời điểm, vẫn là có học sinh không khỏi nói thầm, nói, một cái mới nhập môn tiểu tu sĩ, đây là thế nào đánh bại trương trường Vũ ba người bọn họ, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tà thuật? Hoặc là nào đó một môn yêu pháp? Có trời mới biết đâu. Cái này quá quỷ dị, ta cũng còn không có nhìn rõ ràng đây là chiêu thức gì đây. Có học sinh cũng lắc đầu nói thầm. Tuy là nói, tất cả mọi người thấy được Phạm Bạch giơ tay, cũng nhìn thấy Phạm Bạch rơi tay đè xuống, nhưng mà cho dù ai đều không có nhìn ra cái này nhấp nhô có cái gì ảo diệu. Chính là bọn họ đều xem không hiểu bất kỳ ảo diệu. Lại một mực trong vòng một chiêu đánh bại trương trường vũ ba người bọn họ, cái này thật sự là quá khó mà tin nổi, nếu như nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. Không nên quên, nàng nhưng mà thiên sát cô tin, trong truyền thuyết tai tin. Có một vị học sinh cơ trí nói, nói không chừng, nàng dùng chính là cái gì thiên sát lực lượng, nói không chừng nàng chính là mượn bản thân thiên sát cô tinh bên trong cái gì thiên sát lực lượng, tóm lại, có thể là chúng ta không biết một loại nào đó tà ác lực lượng đều không nhất định. Dạng này thuyết pháp, cũng để cho không không ít học sinh hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy là có mấy phần đạo lý. Dù sao, chỉ bằng vào một cái bình thường mới nhập môn tiểu tu sĩ, lại thế nào khả năng đánh bại trương trường vũ ba người bọn hắn ưu tú như vậy vân đê học viện học sinh đây? Ta lại cảm thấy, lực lượng của nàng có chút là tới từ Phật gia cùng Thiên Long tự lực lượng rất gần. Có một vị thực lực cường đại học sinh trầm ngâm một chút nói. cái này sao có thể? Thiên Long tự chính là chúng ta Phật Đà Thánh địa đạo thống, có thể nói Thiên Long tự lực lượng đều là đến từ chúng ta Phật Đà Thánh địa mỗi một thời đại đạo quân Phật gia lực lượng. nàng như vậy một cái tai tinh. có được thiên sát cô tin mệnh cách, làm sao có thể thi triển ra Phật gia lực lượng đâu? đó căn bản là chuyện không thể nào cũng có đồng học nghi ngờ nói. Đối với dạng này thuyết pháp, đạt được không ít học sinh ủng hộ, dù sao, theo bọn hắn nghĩ, giống phạm bạch như vậy tai tinh, làm sao có thể nắm giữ thiên long tự loại này chính thống truyền thừa lực lượng đâu, coi như nàng có thể tá ngự lực lượng khác, nói không chừng cũng là không muốn người biết tà ác lực lượng. Tại vân nê học viện học sinh đều nhao nhao tán đi sau đó, vân nê học viện bạch lộc phong lão nhân cũng thu hồi ánh mắt. Ngồi tại trên ghế bành, không khỏi cảm khái thở dài một cái, không khỏi vui mừng nói, may mắn, may mắn, quả thật là sâu không lường được a, à, sâu không lường được A. À? Phạm Bạch chỉ không bất quá là lý thất dạ bên cạnh một cái bình thường nha đầu mà thôi, mới nhập môn, liền bị lý thất dạ dạy dỗ đến có thể tá ngự Phật Đà Thánh Địa lực lượng, đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Phạm Bạch nhẹ nhàng bốc lên Phật Đà Thánh Địa Phật lực thời điểm, chính là hắn loại tồn tại này, đều không không khỏi trở nên biến sắc, chuyện như vậy giữa cả thế gian lại có mấy người làm được đâu liền một cái vừa mới dạy dỗ tiểu cô nương cũng đã đáng sợ như thế cái kia thử nghĩ một chút lý thất dạ bản thân là đáng sợ cỡ nào đâu nghĩ tới chỗ này lão nhân cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng may mắn bản thân trước đó có chỗ tầm nhìn xa khi tất cả học sinh đều rời đi về sau lâm hạo tiến lên mặt dạng mày dày, hướng lý thất dạ đại bái nói đạo huynh ngày xưa lâm hạo có mắt không trồng không biết huynh chính là luyện khí đại sư chỗ đắc tội xin thứ tội lâm hạo đây cũng là thông minh lần trước tại vạn lô phong thời điểm lý thất giả dạ phê bình hắn luyện khí thời điểm hắn xem thường cho rằng lý thất giả dạ có thể là ăn nói lung tung nhưng mà về sau lý thất giả dạ ở trên ngọn núi nhất lên đại thiết chú y vậy thì để lâm hạo trong lòng có chỗ dao động sau khi trở về lâm hạo từ từ suy nghĩ hắn cẩn thận đi suy nghĩ binh khí của mình cùng với bản thân luyện khí bên trong phát sinh các loại khả năng tình huống cuối cùng trong lòng của hắn thật sự là dao động bắt đầu tin tưởng lý thất giả thuyết pháp cho nên lần này thừa dịp có thể nhìn thấy lý thất giả cơ hội đặc biệt hướng lý thất giả lĩnh giáo có chuyện gì sao đối với lâm hạo khách khí lý thất giả cũng là yên tâm nhận chi lạnh nhạt nói lâm hạo cười khang một tiếng gãi gãi đầu nói lần trước đạo huynh nói lâm hạo trở về cẩn thận suy nghĩ cho rằng chính ta phương pháp luyện khí quả thực tồn tại một loại nào đó vấn đề cho nên đặc biệt hướng đạo huynh thỉnh giáo xin đạo huynh chỉ giáo lâm hạo cũng không có vòng vo nói thẳng ra bản thân mà hỏi lý thất dạ nhìn lâm hạo một cái lạnh nhạt nói ngươi còn không tính ngu xuẩn coi như có thể cứu chí ít còn có thể lấy lại tinh thần lý thất dạ lời như vậy để lâm hạo không khỏi lúng túng cười khang một tiếng thành khẩn hỏi xin hỏi đạo huynh thủ pháp của ta tồn tại dạng nào vấn đề đâu không phải ngươi phương pháp luyện khí xảy ra vấn đề lý thất dạ lạnh nhạt nói mà là ngươi tận lực theo đuổi cứng quá dễ gãy ngươi hảo hảo đi suy nghĩ trải nghiệm đi nói xong xoay người liền đi vào cổ miếu cứng quá dễ gãy lưu lại lâm hạo ở ngoài cửa cẩn thận đi thưởng thức câu nói này chương 3628, dạy ngươi một chiêu. Trở lại trong miếu, Dương Linh cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Phạm Bạch, trầm mối vẫn không có cách giải, tràn đầy vô số tò mò, nói, ngươi làm như thế nào? Ngươi biết yêu thuật gì hay sao? Giờ tay, vừa để xuống tay, là có thể đem trương trường vũ ba người bọn họ đánh bại, chỉ sợ toàn bộ vân nê học viện, loại trừ đại sư tỷ bên ngoài, không còn có người có thể làm được đến đi. Liền như thế a à? Đối mặt Dương Linh vô cùng tò mò, Phạm Bạch đều có chút mơ hồ, nàng đối với mình có khả năng trưởng cai quản lực lượng không có một cái nào cụ thể khái niệm. Liền như thế, Dương Linh cũng không khỏi học Phạm Bạch động tác, trên thực tế, nàng không chỉ một lần nhìn qua Phạm Bạch tu luyện, nàng đối Phạm Bạch động tác cũng coi là quen thuộc, nhưng mà, coi như nàng lại đem Phạm Bạch động tác quy quy kỹ kỹ địa học một lần, đều không có bất cứ hiệu quả nào, đương nhiên không giống Phạm Bạch như thế, có thế trong nháy mắt nắm giữ dồi dào vô tận Phật lực, thoáng cái đem địch nhân cường đại đánh tan. Nhất định có ta không nhìn ra được ảo diệu. Dương Linh học được nhiều lần, nhưng mà, một chút quy lực đều không có, vậy chỉ bất quá là đơn giản đến không thể lại động tác đơn giản mà thôi. Động tác như vậy, đừng nói là cường đại hơn mình kẻ địch, chỉ sợ so với chính mình đối thủ nhỏ yếu, cũng có thể dễ như trở bàn tay tan rã. Muốn bằng động tác như vậy đi đánh bại kẻ địch, vậy căn bản là chuyện không thể nào, ngược lại bản thân có khả năng sẽ thua ở trong tay của địch nhân. Ta cũng không biết. Phạm Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, trong đó ảo diệu thực sự, tạm thời nàng cũng nói không rõ ràng, chỉ ít nàng còn không có đi đến cao như vậy độ, làm nàng có thể đi đến cao như vậy độ, đối với cái này vô tận lực lượng, nàng chính là tùy tâm sở dục. Vậy thì như lý thất giả đối lão nô nói như vậy. Tương lai nàng là có thể đứng ở cao hơn đỉnh phong nếu như có một ngày nàng có thể hiểu được nàng cách lý thất dạ nói tới đỉnh phong cũng không xa tốt thôi dương linh đành phải từ bỏ ngược lại đối lý thất dạ mở trừng hai mắt nói thiếu gia đây là cái gì tuyệt thế vô song công pháp phật cúi đầu lý thất dạ nhìn dương linh một cái lạnh nhạt nói nói cho ngươi biết cũng vô ích ngươi cũng không biết bị lý thất dạ vừa nói như vậy dương linh không khỏi thần thái yếu siêu chợt lấy lại tinh thần hai mắt tỏa sáng cười mỉm nói, cái kia thiếu gia dạy một chút ta làm sao? Quản chi dạy ta một vẫy nửa cộng lông cũng được. Không thích hợp ngươi. Lý thất giả dạ lạnh nhạt nói, liền xem như ta dạy cho ngươi, ngươi cũng không học được, chớ nói chi là giống phạm bạch cái này đồng dạng, mỗi người đều có bản thân thích hợp công pháp, chỉ có thích hợp bản thân công pháp, kiên trì, mới có thể đi đến là đỉnh phong. Dương Linh cũng coi là thông minh, đôi mắt thanh tú chuyển một cái, mở trừng hai mắt, cười mỉm nói, cái kia thiếu gia cho rằng ta thích hợp tu luyện dạng nào công pháp đâu ta làm sao biết lý thất giả không khỏi nở nụ cười biết dương linh đánh dạng gì chủ ý cái kia thiếu gia truyền thụ cho ta một hai môn công pháp như thế nào dương linh ngày hôm nay không chỉ có thông minh cũng mặc dạng mày dày đối lý thất giả quấy rầy đòi hỏi nói thiếu gia liền truyền thụ cho ta một chút xíu công pháp nha quản chi một chiêu nửa thức cũng được dương linh cũng hiểu được hôm nay là nàng tốt nhất ngày may mắn chỉ sợ cũng là lớn nhất cơ duyên bỏ qua hôm nay có lẽ không còn có lần thứ hai thôi được đây cũng là duyên thấy dương linh quấy rầy đòi hỏi lý thất dạ nở nụ cười nói ta truyền cho ngươi kiếm chỉ đông tây làm sao kiếm chỉ đông tây dương linh chớp chớp hai mắt không khỏi trở nên vui mừng nói thiếu gia nói là kiếm đế tại ngộ đạo phong lưu lại kiếm thức ư đúng thế lý thất dạ thản nhiên gật đầu thiếu gia vậy mà tìm hiểu kiếm đế lưu lại kiếm thức dương linh cũng không khỏi giật nảy cả mình lấy lại tinh thần tinh tế tưởng tượng lại cảm thấy không kỳ quái lý thất dạ vẫn luôn là như vậy kinh ngạc dường như sự tình gì đến vậy trong này đều lộ ra như vậy qua quyết bình bình cái kia vân nê thượng nhân lưu lại chiêu thức đâu dương linh không khỏi mở trừng hai mắt tò mò hỏi đối với dương linh tra hỏi lý thất dạ mỉm cười không nói nói như vậy, thiếu gia cũng tìm hiểu. Như vậy đáp án, để Dương Linh vừa là trong dự liệu, lại là giật mình ngoài ý muốn. Nếu như đổi lại là những người khác, vậy nhất định sẽ bị cho rằng khoác lác, nhưng mà, lời này từ lý thất dạ trong miệng nói ra, Dương Linh trong lòng hoàn toàn tin tưởng. Lấy lại tinh thần sau đó, Dương Linh không khỏi nháy một cái con mắt, có chút nhí nha nhí nhảnh, nũng nịu hình dáng, nói, thiếu gia, vậy ta học vân nê thượng nhân chiêu thức làm sao? Cái này, Lý Thất Dạ nhìn Dương Linh một cái. Thiếu gia liền tác thành ta nha, ta nhất định sẽ cố gắng một chút, gấp trăm lần gấp trăm lần cố gắng đi học. Dương Linh vội hướng Lý Thất Dạ bảo đảm nói. Ngươi A, à, cũng chưa chắc thông minh. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nói, vậy thì truyền cho ngươi vân nê thượng nhân chiêu thức sách thủ. A. À. Dương Linh thấy Lý Thất Dạ đáp ứng, lấy lại tinh thần, không khỏi hưng phấn mà quát to một tiếng tại sao muốn học cái này không học kiếm đế kiếm chỉ đông tây lý thất già thản nhiên vừa cười vừa nói bởi vì vân đê thượng nhân công pháp là độc nhất vô nhị từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm hiểu tới vậy đã nói rõ từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện qua dương linh thẳng thắn nói ra bản thân thiếu nữ tâm sự nói mà kiếm đế kiếm chỉ đông tây liền không giống với lúc trước kiếm đế đồ tử đồ tôn nhiều vô số kể hắn truyền thừa kiếm chiêu trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu người tu luyện qua, vậy thì không có độc nhất vô nhị vinh hạnh đặc biệt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, xua tay, nói, đi đi, ngày mai đúng giờ tới tu luyện. Dương Linh reo hò một tiếng, sau đó bước nhanh chạy ra. Nhìn Dương Linh đi xa bóng lưng, lão nô cũng hiếm thấy lộ ra tươi cười, nói, nha đầu này, người cũng không tệ, chính là còn chưa đủ đến loại trình độ đó. Dương Linh cũng không biết nàng bỏ qua tốt hơn cơ duyên, bởi vì lý thất dạ mở miệng nói truyền thụ nàng kiếm chỉ đông tây, đáng tiếc. Nàng lại lựa chọn vân nê thượng nhân công pháp. Mỗi người tạo hóa cũng không giống nhau. Lý thất dạ thản nhiên nở nụ cười, nói, vạn sự đều có hai mặt, có lợi cũng có hại. Mũi kiếm sắc bén, chính là lợi khí, nhưng cũng dễ dàng tổn thương mình. Sách thủ hải nạp, có thể ổn định bản thân. Đương nhiên, nhà đầu này đi càng xa, quả thực là thích hợp kiếm đế cái kia một bộ kiếm thức, có thể làm cho nàng đầu này kiếm đạo bên trên ra tận phong thái, nhưng, tu đạo này, kiếm duệ tâm lạnh, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Cũng đúng. Lão nô không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói, mỗi một cái chỗ đi con đường không giống. Vạn cổ vô địch lại nhiều không kể xiết, nhưng lại có bao nhiêu người dám nói đại viên mãn đây. Tâm không tiếc núi, cũng là một loại viên mãn, cũng là một loại tu hành, không nhất định là đạo hành thứ nhất, đại đạo viên mãn. Lý thất dạ hời hợt. Lão nô trầm mặt một chút, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không khỏi đồng ý dạng này thuyết pháp, cuối cùng, hắn không người, cáo lui, đi làm việc. Tại ngày thứ hai, lão giả lại một lần nữa mời đến bái kiến, lần này lão giả thần thái càng là cung kính, hắn đứng tại lý thất dạ phía trước, trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy, không dám có chút buông lỏng lão giả cho lý thất giả mang đến một trương thật dài danh sách đưa cho lý thất giả nói thiếu gia xin xem qua đây là chúng ta tồn kho chúng ta trong kho chỗ còn có kim thạch quán tại đều liệt tại bên trên nhìn có hay không thiếu gia cần có đồ vật tờ danh sách này rất dài rất dài hơn nửa danh sách phía trên tên gọi cũng là hết sức kinh người đều là mười phần trân quý thần kim tiên thiết trong đó có rất nhiều thần kim tiên thiết đều là để người trong thiên hạ thèm nhỏ nước giải đồ vật cái này chỉ là tồn kho bên trong kim thạch quán tài, không bao gồm Vân Nê học viện những cái kia bảo vật. Thần khí loại hình, riêng là từ cái này một phần quán tài danh sách liền có thể nhìn ra được, Vân Nê học viện nội tình là cỡ nào thâm hậu, là cỡ nào dọa người. Lý Thất Giả nhìn nhìn cái này một phần danh sách, sau đó nhìn lão giả một cái, lạnh nhạt nói, các ngươi tốt đồ vật cũng không ít, chẳng qua nha, nhìn tới những năm này đầu, cực phẩm chỉ sợ là chỉ giảm không tăng a. À con cháu bất hiếu. Lão giả không khỏi cười khang một tiếng, nói, những năm gần đây tồn kho tuy là có chỗ tăng trưởng, nhưng mà, có thế lên đỉnh phong, lát đác không có mấy. Lão giả lời nói này đến cũng là có đạo lý. Tuy là nói vân nê học viện lắng động trăm ngàn vạn năm, nhưng mà, bất luận là từ vân nê học viện đi ra vô địch đạo quân, vẫn là vô song thiên tôn, bọn họ cuối cùng đều là tự lập môn hộ, tuy là những này vô địch đạo quân, Vô Song Thiên Tôn đều phản hồi qua Vân Nê Học Viện thụ đạo chi ân, nhưng mà, chưa chắc sẽ đem mình cực phẩm nhất, vật trân quý nhất lưu tại Vân Nê Học Viện. Cũng có một hai kiện không sai. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói, đáng tiếc, đều không thích hợp ta, thôi. Nói xong, đem danh sách đưa trả lại cho lão giả. Đệ tử bất lực lão giả cất kỹ danh sách, ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ. Nói, thiếu gia muốn đồ vật? có lẽ có hai cái địa phương nhưng có. À, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói, nói nghe một chút. Cái thứ nhất, thiếu gia nên biết. Lão giả dạ nói, đó chính là Thánh Sơn. Nói đến đây, hắn muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi ý tứ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói, ta muốn lên Thánh Sơn, lại có gì khó. Lộ trình xa xôi, lười khởi hành mà thôi. Tuy là cũng không ngoài ý muốn, nhưng mà, lão giả trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn cũng không có đi hỏi. Một địa phương khác, vậy thì cách vân nê học viện gần chút, chính là Như Ý Phương. Lão giả trầm ngâm một chút, nói, Như Ý Phương là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa thậm chí là toàn bộ Nam Tây Hoàng nhiều nhất giao dịch cửa hàng, tại Phật Đế Nam Bộ bất kỳ một cái nào thành thị đều giống Như Ý Phương, lớn nhất Như Ý Phương, cũng cách nơi này cũng không xa. Thiếu gia cần có đồ vật, nói không chừng có thế tại như ý phường tìm tới coi như tại như ý phường tìm không thấy cũng có thể để như ý phường đi giúp thiếu gia làm ra nghe nói chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả không có như ý phường không lấy được đồ vật nói đến đây lão giả dừng một chút nói ta cũng nghe nói như ý phường gần nhất tới một nhóm cực phẩm không ít đại nhân vật đều chuẩn bị đi xem một chút thiếu gia cũng có thể nhìn một cái có chút ý tứ Lý thất Dạ lộ ra tươi cười, gật gật đầu. Thiếu gia có muốn hay không đệ tử đi thu xếp một hai? Vì thiếu gia thu xếp. Lão giả vội nói. Lý thất Dạ nhẹ nhàng xua tay, nói, không cần, ta đi xem một chút là được. Chương 3629, Xích Hiểu Nguyệt Nghe nói Lý Thất Dạ muốn đi như ý phường, dương linh cũng muốn đi cùng nàng đối lý thất giả dạ nói bản bộ như ý phường là nam tây hoàng lớn nhất như ý phường có thể nói ba ngày ba đêm đều đi dạo không hết nơi đó ta đi qua không ít con đường hiểu rõ cho thiếu gia dẫn đường lý thất giả dạ cũng đáp ứng để lão nô cùng phạm bạch lưu tại vân nê học viện đóng gói đơn giản liền xuất phát thấy một lần có thế cùng lý thất giả dạ cùng nhau đi như ý phường dương linh cũng là vui rạo rực sớm liền thu thập xong chờ đợi lấy lý thất dạ hai người bọn họ rời khỏi vân nê học viện vừa lên núi vẫn chưa đi xa sau lưng liền có một chiếc xe ngựa lái qua chậm rãi dừng ở lý thất dạ hai người bọn họ bên cạnh nghe được kẹt một tiếng vang lên cửa xe ngựa mở ra cửa xe ngựa phía trong lộ ra một cô gái cô gái này mỹ lệ làm rung động lòng người để bất luận người nào nhìn ra cũng không khỏi trở nên hai mắt tỏa sáng cô gái này có một cái đặc biệt đặc thù rõ ràng trên trán của nàng có bán nguyệt, như vậy một cái đặc biệt ấn ký, bây giờ tại nàng dung nhan xinh đẹp phía trên, lại không tổn hại nàng dung nhan mảy may, ngược lại thêm tăng mấy phần ý vị. Nữ tử đại mi khẽ tô lại. Mắt ngọc mày ngài, dung nhan mỹ lệ, mặt trái xoan, thêm tăng mấy phần cổ điển khí chất, mười phần nén lòng mà nhìn, để cho người ta cẩn thận nhìn, đều không cảm thấy sẽ chán ngán. Trước mắt cô gái này mỹ lệ, cũng không phải là nhìn một cái để cho người ta kinh diễm mỹ lệ, nàng mỹ lệ rất cân xứng, bất luận là ngươi từ chỗ nào một góc độ nhìn, đều để người cảm thấy mỹ lệ, hơn nửa mười phần nén lòng mà nhìn, cho người ta một loại nhìn mãi không chán cảm giác. Nữ tử ăn mặc một thân tố y, vàng nhạt, trang nhã, lại không mất hoạt bát, trước ngực điểm suyết lấy mấy khỏa thật nhỏ bảo thạch. Thoạt nhìn tràn đầy hoạt bát khí tức, cho người ta một loại linh tính, lại không mất quý khí, mười phần kỳ diệu. Nữ tử cử chỉ ở giữa, khí chất nhã trí, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thân thiết, sẽ không cho người cao cao tại thượng hoặc là xa cách cảm giác. Cái này rất giống là cô gái này Kim Chiên Ngọc Diệp, nhưng lại hết lần này tới lần khác cho người ta một loại nhà bên đại tỷ tỷ cảm giác, cảm giác như vậy, để cho người ta thân thiết, lại khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nàng cả người khí chất, cho người ta một loại nội liễm khiêm tốn mà không mất cao quý cảm giác. Mười phần vi diệu. Cô gái này, toàn thân có một cổ nhàn nhạt tử khí quanh quẩn, như vậy tử khí, cũng không phải là hậu thiên tu luyện mà thành, cũng không phải bởi vì tu luyện công pháp gì mà thành, mà là trời sinh, như vậy tự nhiên mà thành tử khí quanh quẩn lấy toàn thân, cũng để cho nàng cho người một loại ba phần thần bí cảm giác. Lý công tử cùng linh quận chú muốn đi đâu đi đây? Nữ tử mở miệng, âm thanh êm tai, như hoàng oanh thanh âm, nói, có muốn hay không mang hộ hai vị đoạn đường đây? là hiểu nguyệt sư tỷ chúng ta muốn đi bản bộ như ý phường nhìn thấy cô gái này dương linh cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng ngạc nhiên ta cũng đúng lúc đi bản bộ như ý phường cùng nhau ngồi làm sao nữ tử lộ ra tươi cười như hoa mai tỏa ra đồng dạng kín đáo lại không khỏi mỹ lệ thiếu gia có được hay không dương linh vội nhìn lý thất dạ hướng lý thất dạ trưng cầu ý kiến Vân Nê học viện cách Phật đế nguyên bản bộ còn có cự ly rất dài, thật muốn lấy đi bộ lời nói, coi như tốc độ rất nhanh, đó cũng là phải cần một khoảng thời gian. Vậy thì ngồi đi. Lý thất giả cười cười, tỉ mỉ nhìn cô gái này một phen. Lý thất giả ánh mắt nhìn kỹ cô gái này một phen, vừa là mười phần tùy ý, cũng là mười phần sùng xả. Không có chút nào lo lắng do dự, đem nữ tử trong trong ngoài ngoài đều đánh giá một phen nữ tử cũng là thoải mái hào phóng mặc cho lý thất dạ quan sát cũng không tức giận có mười phần rộng lớn lòng dạ leo lên xe ngựa sau đó đóng lại xe ngựa xe ngựa tiếp tục tiến lên tuy là ở bên ngoài thoạt nhìn là chỉ là một chiếc xe ngựa nhưng mà xe ngựa bên trong tự thành thiên địa tự có không gian toa xe bên trong chính là một tòa cung điện như vậy một chiếc xe ngựa có thể nói là một tòa di động hành cung hiểu nguyệt sư tỷ xuất hành thật không phải bình thường a à? dương linh đánh giá một phen cái cung điện không khỏi thán phục một tiếng nàng là kim sử vương triều quận chúa nhưng mà cũng không có như vậy di động hành cung đây đều là trưởng bối trong nhà lưu lại cô gái này mỉm cười nói ta tới vân nê học viện đi học lộ trình dường như xa xôi cho nên trưởng bối trong nhà cho ta mượn sử dụng nắm giữ như vậy di động hành cung cô gái này xuất thân không thể coi thường nhưng mà Lời nói ở giữa, nhưng không có chút nào ngạo khí, nói chuyện cũng để cho người nghe được thoải mái. Tại trong cung điện, bày biện một trương ghế dựa lớn, Lý Thất Dạ bệ về, thoải mái nằm xuống, thần thái nhàn nhã. Đây vốn là nữ tử bình thường nghỉ ngơi chỗ nằm nằm ghế tựa, có điều, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, nàng cũng không có tức giận. Thiếu gia, vị này là chúng ta Vân Nê học viện sư tỷ, hiểu Nguyệt sư tỷ nhưng mà chúng ta Vân Nê ngũ kiệt một trong Dương Linh sợ Lý Thất Dạ không nhận ra nữ tử, vội vì Lý Thất Dạ giới thiệu. Nữ tử xích hiểu nguyệt, Lý Công Tử đại danh như sắm bên tai, tuy là chưa từng gặp mặt, nhưng, kính đã lâu Lý Công Tử đại danh. Nữ tử xích hiểu nguyệt hướng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng không người. Xích hiểu nguyệt, vân nê ngũ kiệt một trong, cùng lãnh mâu điện kiếm bọn họ nổi danh. Ngoài hiệu, tiêm thủ linh lung tháp, có điều, nàng cũng là vân nê ngũ kiệt bên trong khiêm tốn nhất người. Đồng thời, nàng cũng là vân nê ngũ kiệt bên trong duy nhất không là xuất thân từ Phật Đà Thánh Địa học sinh, nàng đến từ một cái cổ sư thế gia xích gia. Xích gia tại chính nhất giáo một chỗ khác, rời xa Phật Đà Thánh Địa, ức vạn dặm xa, phàm nhân cả một đời đều khó có khả năng tới, cho nên, nàng mới có thể nói, tới vân nê học viện đi học, lộ trình xa xôi. Gọi thiếu gia. Lý thất giả cười cười, dặn dò nói. Dương Linh chỉ là nhún vai, nàng đã thành thói quen lý thất già dạ phong cách xích hiểu nguyệt ngơ ngác một chút nhưng nàng cũng không có chống cự cũng không có ác cảm nhẹ nhàng không người nói cung kính không bằng tuân mệnh hiểu nguyệt hướng thiếu gia chào hỏi ngươi lại so với cái gì lãnh mâu điện kiếm hàng ngũ thông minh nhiều lý thất già dạ cười cười gật đầu tùy ý nói ngươi cũng mạnh hơn bọn họ nhiều thiếu gia quá khen hiểu nguyệt nhận lấy thì ngại xích hiểu nguyệt vội không người mười phần khiêm tốn xích gia thế hệ sau lý thất dạ coi lại xích hiểu nguyệt một cái không khỏi nở nụ cười đúng thế xích hiểu nguyệt cũng không khỏi kinh ngạc nói thiếu gia cũng biết chúng ta xích gia cái này cũng không trách xích hiểu nguyệt kinh ngạc bởi vì nàng nghe nói lý thất dạ là tại vạn thú sơn lớn lên cùng ngoài giới tiếp xúc cũng không nhiều huống chi bọn họ xích gia rời xa phật đà thánh địa tại chính nhất giáo một chỗ khác, thanh danh cũng không hiển. Nghe qua. Lý thất và thản nhiên nở nụ cười, nói, chỉ ít tại ghi chép bên trên nhìn qua. Nói đến đây, hắn dừng một chút, cảm khái nói, thời gian, trải qua thật nhanh à, việc người đều không phải. Lời nói này hết, hắn lộ ra một loại rất đặc biệt thần thái, lại như có chút suy nghĩ. Thiếu gia, hiểu nguyệt sư tỷ xích gia, có thế từng là từng ra đạo quân dương linh sợ lý thất dạ không biết nhẹ nhàng nói một tiếng đạo quân chi hào tiên tổ từng nói không dám nhận chi xích hiểu nguyệt không khỏi nhẹ nhàng than thở một tiếng nói năm đó chẳng lành tiên tổ sớm rời đi kém xa các đời đạo quân nói thì nói thế nhưng mà hiểu nguyệt sư tỷ tổ tiên quả thực là thành đạo quân dương linh vội nói chỉ là xảy ra bất trắc mà thôi xích gia quả thực là từng ra đạo quân hơn nữa xích gia ra đạo quân thời đại phật đà thánh địa còn không có thành lập chỉ bất quá xích gia xích nguyệt đạo quân lại hết sức không may hắn vừa thành tựu đạo quân lại chết bởi cấm địa sinh mệnh chẳng lành đây đối với xích gia tới nói đó là mười phần thê thảm đau đớn sự tình có thể nói từ khi vạn đạo thời đại rất ít phát sinh qua đạo quân chết bởi chẳng lành sự tình nhưng mà xích nguyệt đạo quân lại như vậy không may hết lần này tới lần khác chết bởi chẳng lành Tại hoang loạn thời kỳ, quả thực là có không ít đạo quân chết thảm ở chẳng lành, nhưng mà, tại hoang loạn thời điểm đã trải qua một đời lại một đời vô địch đạo quân chinh chiến, mãi áp đảng đạo quân, thương tổ, không gian lòng đế, thạch tổ, kiếm hậu. Một đời lại một đời vô địch đạo quân chinh chiến cấm địa sinh mệnh. Cuối cùng đã bình định bác hoang, từ đó về sau, càng ngày càng ít đạo quân sẽ chết thảm ở chẳng lành. Mà sinh tại vạn đạo thời đại xích nguyệt đạo quân, có thể nói là rất rất nhỏ tỷ lệ sẽ chết tại chẳng lành, nhưng mà, lại một mực chết bởi chẳng lành, đây chính là một kiện bi thống sự tình. Đối với Dương Linh lời nói, xích hiểu nguyệt cười cười, cũng không có nói cái gì, thần thái ung dung. Huyết thống của ngươi rất thuần. Ở thời điểm này, Lý Thất giả toát ra một câu, nói, nắm giữ một nửa thuần túy thuần huyết tộc huyết thống, một nửa thuần túy bán nguyệt huyết tộc huyết thống. Hai loại huyết thống xuất hiện tại trong cơ thể ngươi, vẫn như cũ như vậy thuần khiết quả thực là vô cùng khó được sự tình thiếu gia vậy mà biết cái này lý thất dạ một cái nói toạt ra liền để xích hiểu nguyệt giật nảy cả mình huyết thống của nàng tuy là không thể nói là cái gì thiên đại bí mật nhưng mà nàng cực ít cùng người ngoài nói qua hơn nữa bọn họ xích gia cho tới nay đều rất khiêm tốn rất ít cùng người ngoài lui tới giao lưu loại trừ bọn họ xích gia bên ngoài người ngoài cực ít người biết nàng nắm giữ hai đại huyết tộc thuần huyết sự tình nhưng mà từ chưa từng gặp mặt lý thất dạ lại một cái nói toạc ra biết lý thất dạ thản nhiên nở nụ cười nói bán nguyệt huyết tộc thuần huyết tộc cỡ nào xa xưa sự tình nói đến đây hắn đều bừng tỉnh thần một chút bởi vì một ít chuyện quá xa vời hắn đều sắp quên mất thiếu gia đối xích gia hiểu rõ như vậy dương linh cũng hết sức kinh ngạc bởi vì xích gia cho tới nay đều rất biết điều tuy là nàng cũng biết xích hiểu nguyệt là tới từ xích gia nhưng nàng đối xích gia biết lác đác không có mấy chỉ biết là một ít lưu truyền khá rộng sự tình nói thí dụ như xích gia từng từng ra đạo quân lại chết bởi chẳng lành nhìn nhiều sách lý thất dạ nhìn dương linh một cái giống như cười mà không phải cười thật sao đối với lý thất dạ lời như vậy dương linh liền đem tin đem nghi nàng cũng không tin những vật này sẽ có ghi chép trên thực tế liền xích hiểu nguyệt cũng đều nửa tin nửa ngờ bởi vì lý thất dạ một cái nhìn ra huyết thống của nàng đây là từ trên sách không có khả năng học tập đến nhưng mà lý thất dạ hết lần này tới lần khác lại liền biết cái kia liên quan tới một cái xích gia truyền bá rộng nhất chuyện xưa một cái ca tụng thiếu gia có biết hay không dương linh cũng không tin muốn thi một chút lý thất dạ mở trừng hai mắt cái gì chuyện xưa? Lý thất Dạ nở nụ cười, nhìn Dương Linh. Thiếu gia không biết đi. Dương Linh không khỏi cao hứng cười một tiếng, nói, đây chính là tu sĩ chúng ta giới một lớn ca tụng, để hậu thế vô số người hâm mộ. Chương 3630, Mỹ Lệ truyền thuyết Cái gì ca tụng? Đối với Dương Linh lời nói, Lý thất dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, không có để ý. Dương Linh đôi mắt thanh tú trận trừng lên, nhìn thấy Lý thất dạ, nói, ngươi biết xích gia huyết thống, vậy mà không biết xích gia ca tụng, đây chính là Tây Hoàng lưu truyền rộng nhất chuyện xưa a, à? cố sự này, không biết hâm mộ sát nhiều ít tình lữ đây. Nói nghe một chút. Lý thất dạ vừa cười vừa nói. Chính là liên quan tới xích gia thủy tổ chuyện xưa. Dương Linh êm tai nói, truyền ngôn nói, tại cực kỳ lâu trước kia tóm lại lâu đến tất cả mọi người không biết là lúc nào xích gia thủy tổ là một phàm nhân mà lại một mực yêu mến một cái đại giáo tiên tử tất cả mọi người cho là hắn là con cóc ăn thịt thiên nga nhưng mà để cho người ta không có nghĩ tới là hắn vậy mà đạt được cái này đại giáo tiên tử coi trọng cuối cùng lại còn có thế ông mỹ nhân về một phàm nhân cưới được đại giáo tiên tử a đây là cỡ nào khó tin sự tình a Nói đến đây, Dương Linh cũng không khỏi đôi mắt thanh tú trợn trừng lên, nói, khó mà tin nổi nhất chính là, vợ chồng bọn họ đầm thắm vô cùng, đầu bạc dai lão, không biết hâm mộ sát nhiều ít người. Nói xong, nói xong, Dương Linh nàng đều không khỏi say mê, nói đến cái này Tây Hoàng người người đều biết Mỹ lệ chuyện xưa, nàng đều lộ ra mười phần hướng tới thần thái, đều sợ hãi tháng phục không ngừng, cảm thấy khó tin. Cái này cũng không trách Dương Linh như vậy sợ hãi tháng phục, dù sao, đây vốn là chuyện không thể nào, lại phát sinh. Tại phạm nhân trong mắt, tu sĩ vốn chính là cao lai cao vãng tồn tại, phi thiên độn địa, như là tiên nhân đồng dạng. Đối với nhiều ít phạm nhân mà nói, bọn họ là hướng tới cuộc sống như vậy, có thể trở thành như vậy phi thiên độn địa tiên nhân. Hơn nữa, trăm ngàn vạn năm đến nay, thế gian lại có mấy vị tu sĩ sẽ đi để ý phạm nhân, chúng sinh đông đảo, phạm nhân hàng tỷ, tại rất nhiều cường giả trong mắt chúng sinh bên trong phạm nhân, cái kia như là sâu kiến đồng dạng tồn tại mà thôi. Một phạm nhân cùng một cái đại giáo tiên tử, cái kia hoàn toàn không phải cùng một cái thế giới người, hai người hoàn toàn không có khả năng có bất kỳ cùng xuất hiện. Có thể tưởng tượng một chút, một cái đại giáo tiên tử, đó là cỡ nào tiền đồ vô lượng, tương lai thậm chí có thể trở thành nắm giữ trăm ngàn vạn người vận mệnh tồn tại. Hơn nữa, như vậy một cái đại giáo tiên tử, riêng là tại tu sĩ giới, cũng không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn ngạn theo đuổi như vậy một cái đại giáo tiên tử căn bản cũng không có thể cùng một phàm nhân sẽ có dạng gì chuyện xưa nhưng mà tại xích gia tổ tiên trên người lại phát sinh cố sự khác nhau xích gia tổ tiên như vậy một phàm nhân vậy mà đạt được như vậy một cái đại giáo tiên tử ưu ái cái này căn bản là khó tin sự tình một cái đại giáo tiên tử vậy mà lại ưu ái một phàm nhân như vậy chuyện xưa bất kỳ người nào nghe tới vậy cũng là nói mơ giữa ban ngày sự tình nhưng mà lại chân chân thật thật phát sinh ở xích gia tổ tiên trên người khó mà tin nổi nhất sự tình cái này đại giáo tiên tử vậy mà gả cho như vậy một phạm nhân như vậy chuyện xưa ở đời sau không biết bao nhiêu người nghe đều cảm thấy đây quả thực là làm cho không người nào có thể tưởng tượng một cái tiên tử làm sao sẽ gả cho một phạm nhân đây cực kỳ khó tin sự tình cái này tiên tử cùng phạm nhân bạch đầu giai lão phải biết bất luận là một tu sĩ nào tuổi thọ đều sẽ so phạm nhân lớn sống trên mấy trăm năm mấy ngàn năm thậm chí hơn mấy vạn năm vậy cũng là bình thường sự tình một cái đại giáo tiên tử chứng minh thiên phú kinh người thực lực cũng là thập phần cường đại loại tồn tại này quản chi là bình thường còn sống sống trên vạn năm đó cũng là không có vấn đề gì nhưng mà nàng lại cùng phạm nhân bạch đầu giai lão chuyện như vậy để hậu thế nhiều ít người không thể tưởng tượng cũng chính bởi vì vậy khó tin sự tình, trở thành hậu thế ca tụng, cũng đã trở thành xinh đẹp nhất tình yêu chuyện xưa, ở đời sau, để không biết bao nhiêu người trở nên miên man bất định. Cũng chính bởi vì có xinh đẹp như vậy động lòng người tình yêu chuyện xưa, xích gia như vậy một cái cổ xưa mà khiêm tốn thế gia liền như thế sáng lập. Truyền ngôn nói, xích gia chính là sáng tạo tại đây hai vị tổ tiên trong tay. Hơn nữa, xích gia sáng tạo sau đó, mười phần khiêm tốn, không cùng tu sĩ giới bất kỳ môn phái nào lui tới cũng thẳng đến về sau xích nguyệt đạo quân xích gia mới được hậu thế càng nhiều người biết một mực khiêm tốn xích gia về sau cũng là bởi vì xích nguyệt đạo quân như vậy một vị thiên phú ngang dọc tuyệt thế thiên tài lúc này mới tại bác hoang bên trong nở mày nở mặt nếu không mọi người đối với xích gia như vậy một cái gia tộc cổ xưa biết được ít càng thêm ít người hậu thế nhiều ít đều có chút giải thích gượng gạo gán ghép thôi đối với dương linh cái kia mười phần hướng tới thần thái. Xích hiểu nguyệt cũng chỉ đành nhẹ nhàng nói. Dương linh lấy lại tinh thần, nhìn xích hiểu nguyệt, nói, hiểu nguyệt sư tỷ, chẳng lẽ cố sự này không phải thật sự sao? Chẳng lẽ các ngươi thủy tổ không phải một phàm nhân ư? Chúng ta thủy tổ quả thực là một phàm nhân, thủy tổ mẫu cũng quả thực là một cái tu sĩ. Xích hiểu nguyệt trầm mặt một chút, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nói, bất quá, có ít thứ, cũng là hậu nhân thêm mắm thêm muối. Vậy nói rõ cố sự này trên cơ bản là sự thật. Dương Linh cũng thở ra một hơi, chỉ ít cái này mỹ lệ vô cùng tình yêu chuyện xưa là thật, điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng thở dài một hơi. Một phàm nhân cưới tiên tử a. À? Lý Thất Dạ cười cười, cảm xúc nói, cũng quả thực là không dễ dàng. Thiếu gia chưa từng nghe qua cố sự này. Dương Linh kinh ngạc nhìn Lý Thất Dạ, nói, cố sự này Tại Tây Hoàng lưu truyền cực lớn, liền rất nhiều nhàn thư đều có ghi chép, bị bệnh thành đủ loại tình yêu chuyện xưa đây. Dương Linh lời này cũng không khoa trương, thế nhân đối với xích gia hiểu rất ít, mọi người biết nhiều nhất loại trừ xích Nguyệt đạo quân vừa trở thành đạo quân liền chết bởi chẳng lành bên ngoài, chính là cái này mỹ lệ vô cùng tình yêu chuyện xưa. Còn có dạng này thuyết pháp a. À. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn ra phía ngoài, cười cười nói, quả thực là đáng giá người đi chúc phúc a. À phàm nhân cưới đại giáo tiên tử cái này khiến lý thất dạ không khỏi cười một tiếng tuy là thế nhân đều ưa thích để chuyện xưa hướng tốt đẹp hơn một mặt phát triển nhưng sau lưng một vài thứ thường thường lại có mấy người biết đây lại có ai nguyện ý đi khai quật đương nhiên bất kể nói như thế nào đây đều là một cái mười phần tốt đẹp chuyện xưa đây cũng là mười phần tốt đẹp kết cục cho nên cái này sau lưng một vài thứ lý thất dạ cũng không đi nhắc đến như vậy chuyện xưa cũng nhấc lên lý thất dạ một ít nhớ lại thời gian quá xa xưa hắn đều đã quên mất những người này những chuyện này nhưng mà hôm nay nhớ lại nhìn lại một chút trước mắt xích hiểu nguyệt dường như thời gian lại lộ ra không có như vậy xa xôi lại giống như hôm qua đồng dạng huyết mạch truyền thừa a à. lý thất dạ không khỏi cảm xúc nói đây là tồn tại ý nghĩa một người chết rồi có lẽ bị người quên lãng nhưng mà Quyết mạch trăm ngàn vạn năm truyền thừa tiếp, ít nhiều gì đều sẽ đem bản thân ấn ký lưu truyền đi xuống, có lẽ, đây là khai chi tán dịp ý nghĩa, cũng là một chủng tộc sinh sôi giá trị đi. Dương Linh còn đắm chìm trong đối tốt đẹp chuyện xưa hướng về bên trong, nhưng, xích hiểu nguyệt cẩn thận, lại phát hiện lý thất dạ không giống thần thái. Tuy là, nàng đọc không hiểu lý thất dạ cái này trong thần thái ý nghĩa, nhưng, nàng có thể cảm thụ được đi ra, lý thất dạ như vậy thần thái, ý vị sâu xa. Thiếu gia cảm thấy thế nào đây? Nhìn Lý Thất Dạ, Xích Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, thu về ánh mắt, nói, đương nhiên là chúc phúc, như vậy một cái tốt đẹp tình yêu chuyện xưa, quả thực là không dễ dàng, đây cũng là mười phần ghê gớm, mười phần vĩ đại. Trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc. Đại nạn sau đó đại phúc, quả thực không dễ dàng a, à, có thể tu được viên mãn đây là may mắn cũng nhiều ít người đều không có phúc khí như vậy cũng không có như vậy phúc phận đúng a à, một phàm nhân cùng một cái tiên tử có thế như vậy viên mãn tình yêu kết cục có thế như vậy bạch đầu giai lão thật sự là quá viên mãn dương linh cũng là cảm xúc vô cùng hâm mộ hướng về thế nhân đều nói như thế xích hiểu nguyệt gật đầu mặc dù có chút đồ vật là hậu nhân giải thích gượng gạo gán ghét nhưng mà cũng chính là bởi vì như vậy mỹ mãn mới có thể đế tạo bọn họ hôm nay xích gia. Các ngươi thủy tổ mẫu, là một cái không tầm thường nữ hài tử. Cuối cùng, lý thất dạ như vậy như vậy đánh giá xích gia thủy tổ mẫu. Thiếu gia biết cố sự này. Xích hiểu nguyệt lại có thể bắt được cái này biến hóa chút nào, từ lý thất dạ trong miệng nghe ra thứ không tầm thường. Chí ít, nàng cho rằng, lý thất dạ tuyệt đối không phải hôm nay mới biết cố sự này, có lẽ, lý thất dạ biết một ít cái gì, còn là cái gì nàng liền không được biết rồi cái này phiên bản chuyện xưa cũng coi là ngày hôm nay lần đầu tiên nghe đi lý thất dạ không khỏi cười cười đương nhiên làm cho này cái chuyện xưa tạo nên người cái này cái gọi là viên mãn chuyện xưa hắn cũng không có đi để trong lòng bởi vì hắn biết cố sự này ban đầu đây cũng là người hậu thế không biết hơn nữa đối với lý thất dạ mà nói vậy thì đã đủ rồi phía sau chuyện xưa viên mãn tình yêu Lý thất dạ hiện tại cũng là đưa lên một tiếng chúc phúc. Cái kia thiếu gia nghe qua thế nào phiên bản chuyện xưa. Dương Linh cũng là hết sức tò mò, làm một cái nữ hài tử, đối với dạng này viên mãn tình yêu chuyện xưa, đương nhiên là mười phần tò mò hướng về, thậm chí trong nội tâm đối với như vậy một cái khó tin viên mãn chuyện xưa. Đó là tràn đầy cảm động. Lý thất dạ cười cười, không có đi đàm luận, cũng không có đi nói, đã đây là một cái viên mãn vô cùng chuyện xưa, vậy thì để lại cho người hậu thế một cái viên mãn nhớ lại a à, đây cũng là để lại cho người hậu thế một cái đối viên mãn tình yêu một cái chờ mong. Dạ, tâm cũng mềm. Cuối cùng, lý thất dạ cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy một tiếng cảm xúc mà thôi. Thiếu gia già dương linh một đôi đôi mắt thanh tú mở đến thật to, nhìn từ trên xuống dưới lý thất dạ một phen, nói, vừa gặp được thiếu gia, ta cho rằng thiếu gia còn nhỏ hơn ta đây. Lý thất dạ mỉm cười không nói. Việc này, dĩ nhiên không phải dương linh cái nha đầu này có khả năng nhìn thấu. Xích hiểu nguyệt nhìn lý thất dạ, nghiêng đầu, trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng, nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được, lý thất dạ cao thâm khó do. Trước đó, nàng nghe qua liên quan tới lý thất dạ tin đồn, một cái lớn lên tại vạn thú sơn tiều phu, một cái dựa vào đống củi mà sống tiều phu, tuy là có thể cùng vạn thú sơn mảnh thú hung cầm câu thông, nhưng mà, không ít vân nê học viện học sinh, đánh trong nội tâm vẫn còn có chút xem thường như vậy một cái tiều phu. Nhưng mà, xích hiểu nguyệt lần đầu tiếp xúc lý thất dạ. Nàng luôn cảm giác, lý thất dạ không chỉ là một cái tiều phu đơn giản như vậy. Chương 3631, Như Ý Phường Phật Đế Nguyên, chính là Phật Đế năm bộ nơi tụ tập, trong đó đô xá bộ cùng Phật đế bản bộ đều là cùng một nơi. Trên thực tế, đô xá bộ chỉ là một cái phím chỉ, nói thí dụ như Vân Nê học viện cũng là thuộc về đô xá bộ một bộ phận, mà Phật đế bản bộ lân cận một vùng cũng là cùng đô xá bộ dung hợp. Ở đây, thủ đô liên kết có mấy chục tòa thậm chí là càng nhiều, cái này từng tòa thủ đô cũng bị người gọi chung vì đô xá bộ. Mà cái này mấy chục tòa thành trì trung ương chính là Phật đế bản bộ, chỉ bất quá phật đế bản bộ cả tòa thành trì là lơ lửng trên bầu trời kim sử vương triều hoàng cung cũng là nằm ở phật đế bản bộ bên trong tại phật đế bản bộ cái này một tòa cực lớn phù không thành phía dưới mặt đất từng tòa thành trì ông nhau cả đám đều thành liên kết vô cùng náo nhiệt đây là phật đế nguyên phồn hoa nhất địa phương cũng là mọi người quen thuộc đô xá bộ đô xá bộ vừa là có kim sử vương triều văn võ bá quan các đời quý tộc chỗ tập hợp chỗ ở cũng là có thật nhiều thế gia tiểu phái chỗ tập hợp cắm rễ chỗ tóm lại tại phật đế nguyên trong năm bộ đô xá bộ là phức tạp nhất địa phương cũng tụ tập nam tây hoàng ngũ hồ tứ hải tu sĩ nơi này vô cùng náo nhiệt mỗi một ngày đều có vô số tu sĩ ra vào tại nơi này đồng thời tại mấy chục tòa thậm chí nhiều hơn liên kết thành trì bên trong cũng cư ngụ ngàn vạn hơn ức phàm nhân bách tính so sánh với cái này phồn hoa vô cùng thành trì đến xem như đô xá bộ một bộ phận vân nê học viện, ngược lại lộ ra an tĩnh rất nhiều, hơn nữa, so sánh với thủ đô bộ rất nhiều thành trì đến, vân nê học viện vị trí vị trí, nhưng lại lộ ra xa xôi một chút, ít nhất là không tới gần Phật đế bản bộ. Phật đế nguyên náo nhiệt nhất, chính là đô xá bộ, nhân khẩu nhiều nhất cũng là đô xá bộ. Phồn hoa nhất, cũng là đô xá bộ. Tại Nam Tây Hoàng, từng có người nói, Phật Đà Thánh Địa Đô Xá Bộ cùng chính nhất giáo chính nhất thành, là toàn bộ Nam Tây Hoàng Phồn Hoa nhất, địa phương náo nhiệt nhất. Xích hiểu nguyệt xe ngựa chậm rãi dừng lại thời điểm, chính là náo nhiệt vô cùng đường phố bên cạnh. Như ý phường chính là chỗ này, thiếu gia cùng linh quần chú muốn ở chỗ này xuống xe ư. Xích hiểu nguyệt vì lý thất dạ mở cửa. Liền nơi này đi. Lý thất dạ từ trên xe ngựa đi xuống. Vậy thì này tạm biệt thiếu gia, lần sau gặp lại. Quản chi là trước khi rời đi, Xích Hiểu Nguyệt vẫn là khách khí vô cùng. Lý Thất Dạ cũng là yên tâm nhận chi, Dương Linh ngược lại là mười phần xấu hổ, liên tục tạ ơn Xích Hiểu Nguyệt, lúc này mới cùng Xích Hiểu Nguyệt phất tay tạm biệt. Một mực đưa mắt nhìn Xích Hiểu Nguyệt xe ngựa đi xa, Dương Linh cũng không khỏi cảm khái nói, Hiểu Nguyệt sư tỷ, là ta gặp được nhất bình dị gần gũi người tại chúng ta Vân Nê trong học viện, chỉ sợ là muốn thuộc về nàng kém nhất tư thế nàng khiêm tốn lại tốt nói chuyện, ai cũng sẽ thích nàng. Cái này cũng khó trách Dương Linh cảm khái như thế, liền lấy vân nê ngũ kiệt tới nói, quản chi là xuất thân từ nhà nông tam bản nộ phủ lâm hạo. Đều như cũ có chút ngạo khí, không phải cái nào học sinh đều có thể cùng hắn làm quen. Còn lãnh mâu điện kiếm lý tướng quyền, phi mã ngân thương trương vân chi bọn họ liền càng thêm không cần nói, xuất thân từ quý tộc thế gia bọn họ, bất luận thời điểm nào đều là có ngạo khí, không phải ai đều có thể trèo lấy bên trên. Nhưng mà, xích hiểu nguyệt lại không giống, nàng là vân nê ngũ kiệt bên trong nhất bình dị gần gũi người, thậm chí là tại vân nê học viện nhất bình dị gần gũi học sinh, đối với người nào nàng đều là lộ ra khách khí. Trên thực tế, lấy xuất thân mà nói, xích hiểu nguyệt chưa chắc lại so với lý tướng quyền. Trương Vân chi kém, thậm chí cao hơn bọn họ quý, dù sao xích gia là một cái cổ sư thế gia. Mặc dù là như vậy, xích hiểu nguyệt vẫn là không có giá đỡ, vẫn như cũ như vậy bình dị gần gũi. Cũng chính bởi vì vậy, khó trách Dương Linh sẽ có như vậy cảm xúc. Nàng là cái cô gái thông minh. Lý thất già thản nhiên cười cười, nói, thông minh cô nương, ai cũng sẽ thích. Thế thiếu gia có bao nhiêu ưa thích đây? Dương Linh không khỏi tò mò, mở trừng hai mắt. Lý thất dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, không có trả lời, ánh mắt rơi vào trước mặt cổng vòng phía trên. Lúc này, Lý Thất Dạ cùng Dương Linh chỗ thân tại phi thường náo nhiệt trên đường cái. Tại đây trên đường cái, người đến người đi, ngựa xe như nước, có thể nói là nối gót ma vai, náo nhiệt phải bảo người đều muốn mất phương hướng tại đây trong dòng người. Tại Lý Thất Dạ trước mặt bọn họ là một cái to lớn vô cùng cổng vòm đá, cổng vòm đá bên trên khắc có hai cái chữ cổ như ý. Cái này to lớn vô cùng cổng vòm đá, cùng hắn nói là cổng vòm đá, không bằng nói là cửa thành càng thỏa đáng một điểm. Như ý phường, nơi này chính là bản bộ, ta rất ưa thích nơi này. Dương Linh đứng ở chỗ này, tại chỗ dạo qua một vòng, thật sâu hít thở một cái nơi này không khí náo nhiệt. Không khỏi cao hứng nhảy dựng lên. Vân Nê học viện cũng là náo nhiệt, nhưng mà, cùng nơi này cùng so sánh, Vân Nê học viện liền lộ ra yên tĩnh nhiều. Nơi này rộn rộn ràng ràng, đâu đâu cũng có dòng người. Hơn nữa người nơi này lưu đều là đến từ ngũ hồ tứ hải, bách tộc vạn giáo, muôn hình muôn vẻ tu sĩ cường giả đều có, hơn nữa cũng có đại lượng phạm nhân ra vào tại nơi này. Lý thất dạ nhìn nơi này phi thường náo nhiệt đường phố, cũng không khỏi cười cười. Nơi này là như ý phường bản bộ, có thể nói là toàn bộ Nam Tây Hoàng lớn nhất cửa hàng, ở đây, thậm chí có thể nói vật gì vậy đều có thể mua được. Dương Linh hưng phấn mà nói. Nói đến đây, Nàng đều đã nhau nhau muốn thử, nàng không chỉ một lần tới qua Như Ý Phường, đương nhiên, làm một cái nữ hài tử, đối với nàng tới nói, đi dạo Như Ý Phường khẳng định là thập phần hưng phấn sự tình, bởi vì nơi này có rất nhiều đồ vật có thể mua được, chỉ cần có đầy đủ tiền, liền có thể mua mua mua. Vật gì vậy đều có thể mua được a? À? Lý Thất giả không khỏi nở nụ cười, bỗng nhiên, hắn cũng không khỏi nghĩ đến một chút đã từng tên tuổi lẫy lừng địa phương, nhưng mà Năm đó những này nổi danh nhất cửa hàng, cho đến ngày nay đã sớm tan thành mây khói. Đúng a. À. Dương Linh hai mắt bên trong đều đã để lộ ra hưng phấn, nói, nghe nói tại Như Ý Phường, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, thậm chí liền đạo quân công pháp đều có thể mua được, cụ thể cũng không biết là thật hay giả, dù sao ta không mua nổi. Nói đến mua sắm, còn có người nào có thể so sánh nữ hài tử càng hưng phấn sao? Dương Linh như vậy một cái tiểu cô nương vậy cũng không cần nhiều lời. trước khi nàng tới như ý phường thời điểm, đây chính là đem trong túi tiền tiêu xong lúc này mới nguyện ý rời khỏi. vậy thì vào xem một chút đi. lý thất dạ nở nụ cười, dọc theo đường phố bước vào đại môn. dương linh càng thêm cấp tốc không kịp đợi vì lý thất dạ dẫn đường. như ý phường, nó không phải là một nhà cửa hàng, cũng không chỉ là một cái cửa hàng đơn giản như vậy. ở đây, xem như như ý phường bản bộ cùng hắn nói nó là một cái cửa hàng còn không bằng nói nó là một thành trì chỉ tại như ý phường chiếm cái này thủ đô một nửa trở lên đất đai nơi này tất cả cửa hàng đều thuộc về như ý phường có thể tưởng tượng toàn bộ như ý phường là to lớn bao nhiêu làm bước vào như ý phường sau đó không chỉ là có thể khiến người ta cảm nhận được phi thường náo nhiệt nhân khí cảm nhận được thân ở tại ngàn vạn cửa hàng nhiệt tình mua bán bầu không khí đồng thời cũng có thể cảm nhận được như ý phường mấy phần tự nhiên như ý phường đường phố đều là lấy tê dại lót đá thành trăm ngàn vạn năm đến nay cái này từng đầu đường phố không biết có bao nhiêu người di chuyển qua vốn là thô ráp tê dại đá đều đã bị người đạp đến nhãn bóng đều đã mất đi góc cạnh đường phố hai bên trái phải kiến trúc đường phố cũng lộ ra có tuổi cảm giác gạch xanh ngói trắng đi qua vô số tuế nguyệt gió táp mưa xa đều đã mất đi nó vốn có nguyên bộ mặt đều biến thành xám trắng từ xa nhìn lại cả tòa như ý phường, thoạt nhìn tự như là một tòa cổ thành, nó ở đây sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, đã trải qua một đời lại một đời người. Thiếu gia, ngươi biết không? Như ý phường, đó là so với chúng ta Phật Đà Thánh Địa còn phải xa xưa hơn, Phật Đà Thánh Địa còn không có thành lập trước đó, như ý phường ngay ở chỗ này xây cửa hàng. Đi tại trên đường cái, Dương Linh vì Lý Thất giả dạ nói đến như ý phường lịch sử tới. Lý Thất giả dạ không khỏi nở nụ cười, cũng không có nói chuyện chỉ là lắng nghe mà thôi nhìn chung quanh hoàn cảnh như ý phường thành lập niên đại đã không cách nào nghiên cứu nhưng mà nó quả thực thật là thành lập đến xa xưa đến không thể lại xa xưa chí ít tại phía xa phật đà thánh địa trước đó mà như ý phường tại nam tây hoàng có được đông đảo phân bộ ngàn vạn hết sức kinh người cũng chính là như vậy có người nói như ý phường chính là nam tây hoàng một cái vô cùng cường đại thế lực là một cái ẩn hình thế lực thực lực của nó cường đại còn có người cho rằng nó có thể sánh vai với phật đà thánh địa cùng chính nhất giáo thậm chí là vượt qua bọn chúng quả thực là quyết đoán không nhỏ lý thất giả tùy ý đi dạo như ý phường nhìn cái này như là một tòa cực lớn thành trì như ý phường cũng không khỏi gật đầu khen một tiếng to lớn như vậy như ý phường có thể tại phật đà thánh địa sừng sững không ngã cái này có thể tưởng tượng thực lực của bọn nó là cường đại cỡ nào dù sao dường nằm trước đó há lại cho người khác ngủ say như ý phường có rất nhiều có chơi vui chuyện thú vị đây dương linh đang vì lý thất giả dạ giới thiệu như ý phường thời điểm nói tại như ý phường thần kỳ nhất truyền thuyết chính là bảo bảo thử bảo bảo thử lý thất Dạ từ người đến quá khứ trên đường cái thu hồi ánh mắt thuận miệng hỏi một chút thiếu gia chưa từng nghe qua như ý phường có liên quan với bảo bảo thử chuyện xưa đi dương linh thấy lý thất dạ không biết cố sự này lập tức hưng phấn mà nói bảo bảo thử nhưng mà như ý phương truyền kỳ nghe nói tại như ý phường ai nếu có thể gặp được bảo bảo thử vậy thì mang ý nghĩa phát tài nhất định có thế phi đằng hoàng đạt nhìn tới ngươi cũng muốn gặp được nhìn dương linh cái kia hưng phấn hình dáng lý thất dạ không khỏi cười một tiếng đương nhiên dương linh lập tức hưng phấn mà nói nếu như ta có thể gặp được bảo bảo thử vậy nhất định có thể trở thành tiểu phú bà vậy ta liền có thể tại như ý phường mua 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 tất cả muốn nhất đồ vật đều có thể mua lại nói xong không khỏi ông song quyền nâng cầm nhỏ một bộ cầu nguyện hình dáng tốt đừng ở chỗ này làm nằm mơ ban ngày lý thất dạ không khỏi gãy một cái nàng mũi ngọc cười lắc đầu đây không phải nằm mơ ban ngày là thật dương linh không cam tâm nói bảo bảo thử thật sự là tồn tại nghe nói, trước kia, chúng ta vân nê học viện có một cái học sinh, gặp bảo bảo thử, từ đây phi đằng hoàng đạt, phát tài. Ta biết. Lý thất giả dạ cười cười, chuyện này, hắn đương nhiên biết. Thiếu gia vậy mà biết. Dương Linh cũng không khỏi trở nên kinh ngạc một chút. Giật mình nhìn Lý thất giả, dạ, nói, thiếu gia là thế nào biết. Nhiều đọc sách. Lý thất giả dạ nở nụ cười.